Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện ngũ hành tôi thiếu em của tác giả Tây Tử Tự. Chương 109, phiên ngoại 3, thẩm nhất cùng mạo hiểm. Truyền thuyết, Đông Bắc Hoàng không gọi, là một câu chuyện mà những người nuôi Hoàng Thử Lang đều biết đến. Truyền thuyết kể rằng ở Đông Bắc, có một gia đình họ Hoàng chuyên làm nghề buôn bán ra Hoàng Thử Lang. Làm nghề này không ít người, nhưng da của nhà họ Hoàng luôn có chất lượng tốt nhất, mềm mịn và cao cấp như da trồn vì chất lượng tốt họ nhanh chóng trở thành thương nhân da lớn nhất vùng người trong nghề đồn rằng nhà họ hoàng có thể có được da tốt như vậy là vì họ đã làm giao dịch với da vàng tử họ kiếm được rất nhiều tiền một phần lớn số tiền đó được dùng để xây dựng một ngôi mộ lớn cho tổ tiên da vàng tử với quy cách cực cao dùng hàng ngàn tượng đồng thau và một cánh cửa sắt nặng ngàn cân để phong mộ nhưng sau đó khi nhà họ hoàng kiếm được nhiều tiền họ muốn rút lui khỏi Đông Bắc và mang theo của cải. Họ hoàn toàn quên mất giao ước với gia vàng tử. Điều khủng khiếp nhất đã xảy ra vào đêm họ chuẩn bị rời đi. Một hòa thượng đến cảnh báo họ rằng sẽ gặp tai họa. Chủ nhà họ hoàng nghe lời và mời hòa thượng vào để hỏi rõ chuyện gì. Hòa thượng chỉ nói, không thể gọi tên. Người nhà họ hoàng không hiểu, đến đêm đó, khi họ chuẩn bị rời đi, chủ nhà họ hoàng gọi tên con trai út, Hoàng Vân Tử. Ngay lập tức, con trai ông phát ra tiếng kêu thảm thiết và ngã xuống đất. Trên người nó bắt đầu mọc ra những đám lông vàng, biến nó thành một sinh vật đầy máu và lông. Những người khác cũng gặp phải tình trạng tương tự khi bị gọi tên, tất cả đều biến thành sinh vật lông lá kinh dị. Cuối cùng, chủ nhà họ Hoàng nhận ra nguyên nhân và xin tha mạng, ông thậm chí cắt lưỡi mình để tả tội. Sau đó, nhà họ Hoàng bắt đầu xây dựng mộ cho Hoàng Thử Lang. Mộ này được xây dựng với quy cách cực cao, nhưng vị trí chính xác không ai biết. Vậy đây là truyền thuyết hay sự thật, Thẩm Nhất cùng chiếu đèn pin vào trong, nghe có vẻ đáng sợ. Ai mà biết, Từ Nhập vọng nói, Gia Vàng Tử luôn có những điều kỳ lạ, chúng ta ở đây phải cẩn thận. Nhắc đến Gia Vàng Tử, Thẩm Nhất cùng nhớ đến hoàng tử lang nhà mình, một con vật thường xuyên chơi mặt trược, tràn đầy tính cách đời thường, không hề có chút quái dị. Vậy chúng ta thật may mắn khi vừa đến đã vào được trong mộ thẩm nhất cùng đứng giữa đại sảnh trống rỗng nhìn quanh đại sảnh này lẽ ra phải đầy các vật chôn theo nhưng hiện tại trống rỗng nếu đây thật sự là hầm mộ thì quy mô của nó chắc chắn rất lớn ở đây có lối ra từ nhập vọng đột nhiên nói thẩm nhất cùng nhìn theo hướng từ nhập vọng chỉ quả nhiên thấy một lối đi khác hắn khen mắt ngươi thật tinh đến cả điều này cũng nhận ra chỉ là may mắn thôi từ nhập vọng nói nếu ngươi không mặc đồ ta chắc chắn không nhìn ra ngươi. Thẩm nhất cùng, chấm hỏi, từ nhập vọng nói cái quái gì vậy, đúng là đáng đời đuổi không kịp chu ra ngư. Trong đại sảnh không khí rất trong lành, điều này làm thẩm nhất cùng đoán rằng xung quanh đây chắc chắn phải có cửa thông gió. Nếu tìm được cửa thông gió, họ có thể thoát ra ngoài, tất nhiên, phải tìm thấy trước đã. Khi họ tiến gần đến lối nhỏ đó, thẩm nhất cùng nhận thấy trên mặt đất có vài dấu vết kéo lê những vết này giống như có ai đó đã di chuyển vật nặng và trên tường cũng có vài dấu vết va chạm chất liệu tường này trước đó hắn đã dùng dao găm thử để lại dấu vết rõ ràng không biết cần bao nhiêu sức mạnh mới làm được như vậy cái gì đây từ nhập vọng đột nhiên phát hiện điều gì dừng bước thẩm nhất cùng nhìn theo ánh mắt của từ nhập vọng thấy trong góc lối nhỏ có vài dấu chân kỳ quái rõ ràng không phải của con người giống như là của một loài động vật lớn nghĩ đến lời từ nhập vọng đã nói trước đó thẩm nhất cùng cười gượng chúng ta thật sự đã tiến vào mộ của hoàng tử lang sao từ nhập vọng bình thản ta nghĩ mình cần một điếu thuốc thẩm nhất cùng cũng muốn một điếu hai người mỗi người đốt một điếu lặng lẽ phà khói mùi thuốc lá làm thẩm nhất cùng cảm thấy bình tĩnh hơn một chút hắn nói không phải chúng ta nên quay lại thôi từ nhập vọng lắc đầu ta dẫn ngươi đi theo hướng này có lý do Thẩm nhất cùng hỏi, lý do gì? Từ nhập vọng đáp, ta cảm thấy có thứ gì đó đang canh giữ cửa vào. Thẩm nhất cùng trầm mặc, trong lòng thầm chửi một tiếng. Không cần lo lắng quá, đời người ai chẳng một lần chết. Từ nhập vọng tỏ ra hào hiệp, ta thực ra đã nghĩ đến ngày này. Thẩm nhất cùng biểu cảm phức tạp, cuối cùng cũng nói ra một câu, vậy. Người đã từng có bạn gái chưa? Từ nhập vọng đáp, bạn gái. Không, Ta chỉ có hơn 10 người bạn trai. Thẩm Nhất Cùng nghe đến đây lại muốn mắng người, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ dập điếu thuốc. Ta vẫn muốn sống để ra ngoài. Hắn còn muốn trải nghiệm yêu đương, nắm tay một cô gái đáng yêu, cùng chia sẻ những bài thơ và triết lý sống. Vậy đi tiếp thôi, biết đâu phía trước còn có điều gì bất ngờ. Từ Nhập Vọng an ủi. Thẩm Nhất Cùng không còn gì để nói, đành tiếp tục đi cùng Từ Nhập Vọng. Con đường quanh co trên tường đầy những dấu vết kỳ lạ. Có những dấu vết trông như của động vật, một số còn xuất hiện trên trần nhà, khó mà tưởng tượng ra loài gì có thể di chuyển như vậy trong đường hầm này. Cẩn thận tiến lên, sau khoảng 10 phút, họ thấy một cánh cửa đá mở ra một nửa, phía sau là bóng tối. Thẩm nhất cùng chiếu đèn pin vào, thấy sau cánh cửa là vài chiếc quan tài đá, nếu không có gì sai sót, phía sau cửa đá là phòng mộ. Nhưng tại sao cửa đá lại mở ra? không có dấu vết bị phá hỏng. Thẩm nhất cùng càng cảm thấy bất an, hắn hỏi, chúng ta thật sự phải vào sao? Từ nhập vọng đáp, đã đến đây rồi. Thẩm nhất cùng, đây là lần thứ hai trong ngày hắn nghe câu này, từ nhập vọng đúng là coi nơi này như khu du lịch. Đã đến đây rồi, quay lại cũng chẳng ích gì. Thẩm nhất cùng hít một hơi sâu, rồi chui qua khe cửa mở. Trong phòng mộ tối đen, tràn ngập mùi bụi, từ nhập vọng theo sau, cả hai tiến vào bên trong phòng mộ rất lớn. Thẩm nhất cùng dùng đèn pin quan sát toàn cảnh, thấy có 7 chiếc quan tài xếp thành hình bác đầu thất tinh. Thẩm nhất cùng thử đẩy một chiếc quan tài, nhưng nắp quá nặng, chắc chắn không thể di chuyển một mình. Đột nhiên, họ nghe một tiếng động lớn từ trên đầu, giống như đá ma sát trên tường. Trong phòng mộ yên tĩnh nghe như sấm. Thẩm nhất cùng dựng tóc gáy, ngẩng đầu nhìn nhưng không thấy gì. Ánh sáng đèn pin chiếu lên, chỉ thấy trên đầu họ là một hố sâu không thấy đáy họ đang đứng dưới đáy hố ngay trong khoảnh khắc quan trọng ấy đèn pin của thẩm nhất cùng bất ngờ nhấp nháy như thể pin đang cạn thẩm nhất cùng không kiềm chế được từ nhập vọng người mua đèn pin gì mà chất lượng tệ thế mới dùng chưa bao lâu đã hết pin rồi hắn đập mạnh vào tường vài cái hy vọng đèn pin sẽ sáng lên trở lại nhưng vừa đập một cái đèn pin đã tắt ngấm từ nhập vọng thẩm nhất cùng hoảng hốt phát hiện tình hình không ổn nếu đèn pin của hắn hỏng cũng đành chịu, nhưng tại sao đèn pin của từ nhập vọng cũng tắt? Cả phòng mộ chìm vào bóng tối tuyệt đối. Từ nhập vọng, thẩm nhất cùng bắt đầu lo lắng, gọi tên từ nhập vọng liên tục, rồi cảm thấy tay mình bị nắm nhẹ. Người làm ta sợ chết khiếp, thẩm nhất cùng thở phào khi nhận ra tay mình bị nắm. Đèn pin bị gì thế? Người mau lấy tín hiệu khói ra, nhưng ngay khi đang nói, hắn cảm thấy tay mình bị khẽ gãi nhẹ ngươi đừng chọc ghẹo ta lúc này thẩm nhất cùng ngạc nhiên lẽ nào ngươi vẫn có ý với ta chu gia ngư chẳng qua là vỏ bọc hắn đang tưởng tượng đủ loại kịch bản thì bất ngờ nhận ra điều gì đó bàn tay đang nắm tay hắn không giống tay của từ nhập vọng quá lạnh quá mềm nhẵn nhụi như lụa khi nhận ra điều này bước chân thẩm nhất cùng chậm lại nhưng bàn tay kia vẫn kéo hắn tiến về phía trước trong bóng tối thẩm nhất cùng bỗng cảm thấy cần phải đối mặt với sự thật. Hắn hít sâu, rút bật lửa trong túi quần ra. Giang rác một tiếng, bật lửa sáng lên, cung cấp chút ánh sáng yếu ớt, đủ để thẩm nhất cùng nhìn rõ trước mặt. Khuôn mặt trước mắt làm thẩm nhất cùng không bao giờ quên được. Đó là một gương mặt không thể phân biệt nam nữ, mũi cao, mắt hẹp dài, trang điểm tinh tế, đôi mắt màu vàng đẹp đẽ, đang lặng lẽ nhìn hắn. Thẩm nhất cùng biết lúc này rất không thích hợp, nhưng trái tim hắn lại đập liên hồi, trên trán đổ mồ hôi, mặt bắt đầu đỏ. Hắn nói, người khỏe không? Người trước mặt vẫn lặng lẽ nhìn, không nói gì. Thẩm nhất cùng tiếp tục, ta không cố ý quấy dày, ta bị lạc đường ở đây. Bật lửa trên tay hắn chập chờn hắn mới chú ý người trước mặt mặc trang phục đỏ, giống như áo cưới, nhưng không ôn nhu, trái lại mang một vẻ anh khí. Thẩm nhất cùng bình thường nói nhiều, nhưng lúc này lại cạn lời trong đầu hắn chỉ có khuôn mặt này, tay nắm hắn cũng bắt đầu đổ mồ hôi, chỉ là trước đó vì sợ, giờ lại vì ngượng ngùng. Xin lỗi, có thể cho ta biết tên ngươi không? Thẩm nhất cùng không chịu nổi sự im lặng, ta là thẩm nhất cùng, 19 tuổi, chưa kết hôn, cao 1m76, thích chơi bóng rổ. Hắn vừa nói, người trước mặt mới hơi nhích môi cười, đôi môi mỏng đỏ nhạt hé mở ta là con trồn. Giọng nói là của nam nhân. Thẩm nhất cùng lập tức tỉnh táo, Thốt lên, ngươi là nam sao? Con trồn hắn nhíu mày, rồi cười, ta nhớ tên ngươi rồi. Thẩm Nhất Cùng còn chưa kịp phản ứng, đã thấy con trồn khẽ nghiêng đầu, một hơi thổi tắt bật lửa trên tay hắn. Ánh sáng lần nữa tắt ngấm, Thẩm Nhất Cùng định nói gì, nhưng đột nhiên bị một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, phía sau có tiếng gọi, Thẩm Nhất Cùng, con mẹ nó ngươi làm gì đứng ngốc ở đó vậy, ta gọi mãi mà ngươi không đáp. Thẩm Nhất Cùng quay đầu, thấy từ nhập vọng cầm đèn pin chửi rùa, vẻ mặt đầy giận dữ, ngươi biểu hiện gì thế? Ta tìm ngươi khắp nơi, con mẹ nó ngươi tắt đèn pin làm gì? Hắn tức đến mức giọng nói mang theo khẩu âm Đông Bắc. Thẩm nhất cùng bàng hoàng, như bị hiểm. Từ nhập vọng vẫy tay trước mặt hắn, ngươi không sao chứ? Thẩm nhất cùng, trầm hắc tử. Thẩm nhất cùng nghe danh xương này lập tức tỉnh lại, tức giận ai là trầm hắc tử? Từ nhập vọng ngươi nói gì vậy? Gọi hắc tử còn đỡ, gọi trầm hắc tử thì hắn không muốn sống nữa vậy ngươi nói đi từ nhập vọng đáp ta tưởng ngươi chết rồi thẩm nhất cùng lau mặt chuyện gì xảy ra ta thấy kỳ lạ ngươi vừa vào phòng mộ đã đi như bị ma ám từ nhập vọng nói ta chạy theo không kịp ngươi còn tắt đèn pin thẩm nhất cùng ngươi nghĩ ngươi màu da thế này không bật đèn pin ai mà thấy được ngươi thẩm nhất cùng ngươi không đề cập đến màu da chúng ta vẫn còn làm bằng hữu Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?" Từ Nhập Vọng hỏi, có phải gặp thứ gì làm mê tâm trí? Thẩm Nhất Cùng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong đầu hiện lên khuôn mặt xinh đẹp kia, hắn lau mặt, nói, "Từ Nhập Vọng, ta thật giống như đã yêu." Từ Nhập Vọng trông như thấy ma, "Yêu? Ngươi yêu ai? Ở đây làm gì có ai?" Hắn nói tới đây thì chợt nhớ ra điều gì, nhanh chóng lùi lại hai bước, "Nhất Cùng, ngươi ngươi rất tốt, nhưng ngươi không phải kiểu người ta yêu thích." thẩm nhất cùng đúng là đáng đời chúng ta lại nghĩ đến chuyện này cùng một lúc để phòng ngừa từ nhập vọng hiểu lầm thẩm nhất cùng vội vàng kể lại những gì vừa nhìn thấy đồng thời khẳng định mình không có chút hứng thú nào với từ nhập vọng mong hắn đừng hiểu lầm từ nhập vọng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm nói rằng hắn không phải không thích thẩm nhất cùng chỉ là hắn thích những thiếu niên trắng trẻo mảnh khảnh kiểu như chu gia ngư thẩm nhất cùng ý ngươi là ta vừa đen lại vừa cứng từ Nhập Vọng, ngươi tự nói mà. Thẩm nhất cùng bĩu môi, thật là trùng hợp, ta cũng không thích ngươi. Ta thích những người có mái tóc dài, càng dài càng tốt. Nhìn ngươi xem, đi ra ngoài dọa sợ cả trẻ con. Bầu không khí nguy hiểm lúc này trở nên nhẹ nhõm hơn nhờ vào sự trêu chọc lẫn nhau. Hai người tiếp tục kiểm tra quanh quan tài và thực sự phát hiện ra một cửa thông gió hẹp ở góc phòng. Cửa thông gió đủ rộng để họ bò ra ngoài. Từ Nhập Vọng chui vào trước, thẩm nhất cùng theo sau. Khi bỏ ra ngoài, từ nhập vọng nói ta phát hiện một điều. Thẩm nhất cùng, gì vậy? Từ nhập vọng, trong đại sảnh, tất cả quan tài đều bị mở ra. Thẩm nhất cùng ngừng lại, ý ngươi là gì? Từ nhập vọng quay đầu lại, ánh mắt tối tăm, có nghĩa là hoặc có người đã mở quan tài, hoặc là... Hắn không cần nói hết câu, thẩm nhất cùng đã hiểu, hoặc là thư bên trong đã ra ngoài. Ừm. Từ Nhập Vọng không muốn kéo dài chủ đề này, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Đường hầm thông gió khá dài, nhưng phía trước thực sự có ánh sáng. Từ Nhập Vọng bò ra trước, Thẩm Nhất Cùng theo sau. Trước khi ra ngoài, Thẩm Nhất Cùng quay lại nhìn vào phòng mộ, thấy đôi mắt màu vàng ống đang nhìn mình, mang theo một cảm xúc khó hiểu. Khi Thẩm Nhất Cùng muốn nhìn kỹ hơn, đôi mắt ấy biến mất. "Làm sao vậy?" Từ Nhập Vọng hỏi. "Không có gì." Thẩm Nhất Cùng gãi đầu ta vừa nãy, thật không phải mơ chứ, hắn vẫn nhớ khuôn mặt ấy, cả cái tên kia, nếu là giấc mộng, sao lại rõ ràng như vậy? Từ nhập vọng nhìn thầm nhất cùng cười, có lẽ ngươi thật không phải mơ. Đường thông gió tuy dẫn ra ngoài, nhưng bị đóng kín, chỉ để lại vài lỗ thông hơi. Từ nhập vọng ban đầu lo lắng làm sao để mở lối ra, không ngờ chỉ cần đẩy nhẹ là mở. Hắn chú ý thấy lối ra có vết cắt mới, hiển nhiên cửa ra vừa bị mở. Hơn nữa, chôn cất đều là người chết ai lại mở cửa thông gió trong hầm mộ lại còn là lỗ thông gió thường xuyên sử dụng những câu hỏi này tạm thời không thể trả lời từ nhập vọng đi trước thầm cảm thán rằng việc may mắn nhất là có trải nghiệm nhưng không phải trả giá đau đớn sau khi từ trong mộ trở về họ nghỉ ngơi vài ngày thầm nhất cùng nằm trên giường khách sạn thở dài về sự nguy hiểm của giang hồ nghĩ nếu họ chết ở đó thật mất mặt từ nhập vọng không nói gì chỉ mang đến một chồng đặc sản đông bắc cho thẩm nhất cùng ăn để bồi bổ bồ. thẩm nhất cùng cảm ơn hắn hắn nghĩ chuyện này đã kết thúc nhưng đêm trước khi rời đi thẩm nhất cùng nghe tiếng gõ cửa vì ở cùng chu gia ngư quá lâu thẩm nhất cùng nghe tiếng gõ cửa đầu tiên nghĩ đến không thể mở nhưng rồi nhớ ra chu gia ngư đã không còn hắn không cần lo lắng mỗi đêm bị quấy dày thẩm nhất cùng nhìn qua mắt mèo thấy một người mặc đồ đỏ mỉm cười ngoẹo cổ gọi tên hắn thẩm nhất cùng ba chữ này như có ma lực khiến thẩm nhất cùng không thể kiểm soát hành động chậm rãi mở cửa cũng gọi tên người đó con chồn người khỏe con chồn nói ta rất thích ngươi ngươi có thể lấy ta làm vợ không giọng nói thành khẩn khiến thẩm nhất cùng không thể từ chối được thẩm nhất cùng mơ hồ không biết mình nói gì ta nguyện ý làm vợ ngươi a à, con trồn cười có lẽ quá vui đôi mắt hiện ra hoa văn dựng đứng như loài miêu, hắn nói ta năm nay 73 tuổi, người bao nhiêu? Ta, 19, thẩm nhất cùng đáp. Được, con trồn nói, chờ ta một thời gian, ta sẽ chuẩn bị xính lễ, rồi tới tìm ngươi. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi thẩm nhất cùng, chờ ta. Thẩm nhất cùng sững sờ nhìn con trồn quay đi. Không biết bao lâu, thẩm nhất cùng mới tỉnh lại, ngỡ ngàng trước những gì vừa xảy ra, trong đầu bỗng hiện lên ý nghĩ, bảy ba, lại là ý này. trăm 110, phiên ngoại 4, lễ cưới cùng Lâm Giác. Ngày Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thủy kết hôn, rất nhiều người trong nghề phong thủy đến chúc mừng. Chu Gia Ngư không quen biết hết, nhưng có vài người hắn nhận ra, như Tuệ Minh Hòa Thượng mà họ từng gặp trong vụ tai nạn xe. Lâm Tiên Sinh, Tuệ Minh mặc thường phục, nhưng khí chất độc đáo của hắn vẫn nổi bật, hắn nói, đã lâu không gặp đã lâu không gặp lâm trục thủy cũng chắp tay làm lễ đáp lại coi như là trả lễ lâm trục thủy với mái tóc bạc trắng hiển nhiên đã trải qua nhiều chuyện nhưng tuệ minh không hỏi mà chỉ nhìn về phía chu gia ngư nhẹ giọng nói vì tiên sinh này có khí thức quen thuộc chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi sao lâm trục thủy đáp các ngươi thực sự đã gặp nhau tuệ minh tỏ vẻ ngạc nhiên thật sao lâm trục thủy gật đầu ngươi còn nhớ ngươi từng đưa chuỗi dây xích tay này không Ánh mắt Tuệ Minh thoáng hiện vẻ không thể tin nổi, chẳng lẽ? Lâm Trục Thủy khẽ gật đầu. Tuệ Minh sáng mắt lên, đang định hỏi tiếp thì Lâm Trục Thủy giơ tay ngăn lại, "Ta sắp kết hôn rồi, lễ vật của ngươi đâu?" Tuệ Minh không ngờ Lâm Trục Thủy lại mặt dày như vậy, điều này làm hắn nhớ lại lần trước bị Lâm Trục Thủy ép phải tặng hai chuỗi đàn hương châu làm lễ ra mắt. Hắn cắn răng nói, "Lâm Trục Thủy, ta trên đường còn đang nghĩ tại sao ngươi lại phát thiệp mời cho ta, hóa ra là để tống tiền." Vừa rồi còn gọi Lâm Tiên Sinh, lúc này đã giận đến gọi thẳng tên Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy vẫn điềm nhiên, có sao? Tuệ Minh tức giận đến nỗi khuôn mặt thanh tú tuấn lãng của hắn trở nên dữ tợn, "Ngươi, tính toán khi nào thì đưa lễ ra mắt cho đồ đệ của ta?" Lâm Trục Thủy đáp, "Ngươi không mang đồ đệ của ngươi đến, ta còn chưa thấy mặt hắn, sao có thể đưa lễ ra mắt?" Tuệ Minh không còn lời nào để nói, chỉ đành ném lễ vật sang cho Lâm Trục Thủy rồi thở phì phò quay người đi người có bản lĩnh thì đến chùa ta ta sẽ không tha cho ngươi chu già ngư đứng bên cạnh cảm thấy hai người này thật sự buồn cười không ngờ lâm trục thủy cũng có tính trẻ con như vậy khi mở hộp quà của tuệ minh bên trong là một viên hồ phách tuyệt đẹp bên trong có một con sâu nhỏ vô cùng đẹp chu già ngư chưa từng thấy loài sâu này từ vẻ ngoài nó giống một loài bướm với cánh màu lam nhạt hoàn chỉnh được phong kín trong hồ phách từng đường nét rõ ràng đây là loài sâu gì chu gia ngư tò mò hỏi lâm trục thủy nói đây gọi là lam thấm nghe nói đặt bên gối có thể giúp người ta mơ thấy người mình yêu để giải tỏa nỗi tương tư hắn nhìn viên hồ phách khẽ thở dài có vẻ tuệ minh cũng biết về câu chuyện của hắn và đã tặng viên đá này lúc đó để tìm chu gia ngư lâm trục thủy đã sử dụng mọi cách không còn sức lực để che giấu với mọi người xung quanh bây giờ hắn đột ngột kết hôn với chu gia ngư nhiều người biết chuyện đã bắt đầu tưởng tượng ra những kịch bản kỳ lạ, như là kiểu tình yêu thế thân. Lâm Trục Thủy không thể giải thích từng người một, vì chuyện Chu Gia Ngư hồi sinh là bí mật không thể tiết lộ. Nếu bị người ngoài biết, e rằng sẽ gây tai họa, vì vậy hắn chỉ có thể để Chu Gia Ngư chịu ấm ức. Người điều hành buổi lễ là Lâm Giác, cô mặc một bộ sườn xám tuyệt đẹp, như một đóa hoa nở rộ, chỉ nhìn từ xa cũng có thể ngửi thấy hương thơm quyến rũ cô hướng về phía chu gia ngư và lâm trục thủy vẫy tay và dặn dò hai người một số điều cần chú ý chu gia ngư lần đầu kết hôn căng thẳng đến chết nhưng cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh lâm trục thủy giúp chu gia ngư chỉnh lại nơ giọng ôn tồn tại sao lại sợ chu gia ngư nói ta không sợ lâm trục thủy cười không sợ mà ngươi lại run đoạn đối thoại này làm chu gia ngư cảm thấy quen thuộc nhớ lại lần đầu họ gặp nhau cũng nói những lời tương tự thời gian trôi qua lâu nhưng người ở bên cạnh vẫn luôn ở đó lâm trục thủy giúp chu gia ngư chỉnh lại trang phục rồi dắt tay hắn chuẩn bị cho buổi lễ lâm giáp đứng trên sân khấu rạng rỡ như hoa mùa xuân cô nói lời mở đầu rồi tuyên bố chú rể cùng chú rể vào sân nghe vậy lâm trục thủy nắm tay chu gia ngư bước lên thảm đỏ cả hai đều mặc âu phục một đen một trắng một cao một thấp rất xứng đôi họ nắm chặt tay nhau Bước tới cuối thảm đỏ, Lâm Giác nói lời tuyên thệ, rồi để hai người trao nhẫn. Lâm Trục Thủy chậm rãi nâng tay Chu Gia Ngư, đeo nhẫn cưới làm riêng cho hắn vào ngón tay. Sau đó, Chu Gia Ngư cũng đeo nhẫn cho Lâm Trục Thủy. Toàn bộ quá trình diễn ra thuận lợi, không có bất kỳ bất ngờ nào, khiến Chu Gia Ngư có cảm giác như đang mơ. Mãi đến khi hai người hôn nhau, cảm giác không thực mới tan biến. Chu Gia Ngư cảm nhận được nhiệt độ từ đôi môi của Lâm Trục Thủy cái hôn mang theo sự an ủi, làm hắn bình tĩnh lại. Đến giờ phút này, Chu Gia Ngư mới tin rằng tất cả đều là thật. Hắn và Lâm Trục Thủy thực sự ở bên nhau, tổ chức lễ cưới thuộc về họ, đeo nhẫn của họ. Không ai có thể tách rời họ. Chu Gia Ngư cuối cùng nở nụ cười rạng rỡ. Vì cha mẹ hai bên đã qua đời, nên họ không cần làm lễ kính trà. Chu Gia Ngư nghĩ sau khi xuống sân khấu sẽ không còn chuyện gì, nhưng không ngờ rằng ngay khi vừa xuống, lâm trục thủy liền bị vây quanh bởi các khách mời lâm trục thủy là một đại lão trong giới phong thủy đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện tổ chức một lễ cưới với một nam nhân làm mọi người hiếu kỳ khi nghi thức kết thúc lâm trục thủy xuất hiện trong đám đông bị vây quanh cũng là điều bình thường dĩ nhiên những người dám vây quanh lâm trục thủy đều là lão làng trong giới phong thủy dù là lâm trục thủy cũng phải nể mặt họ đi thôi tìm chỗ nào ăn gì đó trước lâm trục thủy thấy tình hình không ổn liền nắm tay chu gia ngư dặn dò ta ở đây còn phải mất một lúc chu gia ngư gật đầu nhanh chóng quay người đi quả nhiên hắn vừa đi được vài bước bên cạnh lâm trục thủy đã xuất hiện vài bóng người vây quanh hắn những người này đều là những lão nhân tóc bạc động tác nhanh nhẹn không tưởng chu gia ngư bận rộn cả ngày nên đã cảm thấy đói bụng buổi lễ cưới tổ chức theo hình thức tự phục vụ nên hắn liền tìm một bàn trống mồi xuống và bắt đầu ăn. Ánh mắt hắn dõi theo các hoạt động trong buổi lễ. Oa, wow, Lâm Tiên Sinh cứ như vậy mà kết hôn rồi sao? Bên cạnh vang lên tiếng nói nhỏ của hai cô gái. Chu gia ngư liếc nhìn, nhận ra có hai cô gái đang nói chuyện, quay lưng về phía hắn. Nhìn từ tuổi tác, có lẽ các cô đi cùng gia đình. Ông nội ta nói Lâm Tiên Sinh đã không còn là cực dương thân thể nữa. Một cô gái khác nói, Lâm Tiên Sinh mở mắt ra thật sự rất đẹp. Chu Gia Ngư vừa nhét một miếng xoài vào miệng, vừa tán thành thẩm mỹ của cô gái kia. Đôi mắt của Lâm Trục Thủy quả thực đẹp nhất. Chỉ là không biết tại sao lại chọn một người đàn ông. Một cô gái khác nói, tuy nhiên, ta nghe đồn rằng. Chu Gia Ngư tuy chậm chạp về tình cảm, nhưng cũng không mốc đến mức bị người ngoài gây xích mích. Hắn ngồi đó, hai người kia nếu thật sự không thấy hắn thì rất kỳ lạ, rõ ràng những câu nói này là cố ý để hắn nghe thấy. Chu Gia Ngư mỉm cười, cảm thấy thú vị và muốn nghe tiếp. Đúng vậy, ta nhớ Lâm Tiên Sinh trước đây có giao du với một người tên Chu Gia Ngư, sau đó người đó chết, làm lớn chuyện. Lâm Tiên Sinh còn vì thế mà tóc bạc trong một đêm. Giọng nói của cô gái kia rõ ràng lớn hơn, như sợ Chu Gia Ngư không nghe được. Lâm Tiên Sinh dùng tình sâu đậm như vậy, sao lại đột nhiên thay đổi ý nghĩ? Chẳng lẽ phải, có lẽ là tìm thế thân thôi, thật đáng thương, người sống sao tranh với người chết được cô gái khác thở dài chu gia ngư tiếp tục ăn nghe hết câu chuyện của họ rồi đứng dậy tiến về phía hai cô gái hai người đang nói gì thế khi tiến lại gần chu gia ngư nhận ra hai cô gái này có chút quen mắt hình như đã gặp ở đâu đó hắn suy nghĩ một lúc nhớ ra họ là người nhà họ lâm nhưng không biết là chi nhánh nào không có gì đâu cô gái hơi cao hơn một chút nở nụ cười e thẹn nói nhỏ chúng ta không nói gì có lẽ ngài nghe lầm rồi Chu Gia Ngư không chấp nhận lời giải thích này, có gan nói thì phải có gan nhận chứ. Nói người sống không tranh nổi người chết, nếu đã nói ra được câu đó, đừng nghĩ các cô là con gái thì ta sẽ nể mặt. Hôm nay là ngày vui của hắn và Lâm Trục Thủy, nếu hắn nhịn nữa thì chẳng phải là kẻ hèn nhát. Chu Gia Ngư thường mang dáng vẻ thanh tú và có chút gầy yếu, nên dễ bị người khác nghĩ rằng hắn hiền lành. Nhưng lúc này, hắn nâng cằm, môi nhếch lên, ánh mắt sắc bén, làm hai cô gái nhỏ kia co rúm lại, muốn xin lỗi nhưng không thốt ra được lời. Đúng lúc đó, Lâm Trục Thủy xuất hiện phía sau Chu Gia Ngư. Dù bị vây quanh bởi mọi người, hắn vẫn chú ý đến Chu Gia Ngư. Thấy hắn có vẻ đang tranh chấp, Lâm Trục Thủy lập tức rời đoàn người đến bên Chu Gia Ngư. "Sao vậy?" Lâm Trục Thủy nhẹ nhàng ôm vai Chu Gia Ngư. Ánh mắt ôn nhu của hắn làm hai cô gái kia ngạc nhiên, không tin nổi. Lâm Trục Thủy trước giờ luôn lạnh lùng, sao lại có thể dịu dàng như vậy trước mặt người này hả không ai lên tiếng lâm trục thủy hỏi lại bọn họ nói người sống không tranh nổi người chết chu gia ngư dựa vào lòng lâm trục thủy trục thủy ngươi nói sao lâm trục thủy nhìn ánh mắt trêu tức của chu gia ngư biết hắn đang đùa vậy phải xem người sống là ai chu gia ngư nói vậy ngươi yêu ta hay yêu hắn lâm trục thủy đáp ta yêu chu gia ngư hai cô gái kia bị dọa sợ mặt tái mét. Có lẽ họ bị ai đó xui dục để gây rạn nứt giữa Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thủy, nhưng không ngờ rằng mấy câu nói không thể tách rời hai người này. Sau đó, Lâm Trục Thủy bảo bảo vệ mời hai cô gái ra khỏi lễ cưới, cùng với cha của Lâm Phách người phản đối mạnh mẽ lễ cưới của Lâm Trục Thủy và Chu Gia Ngư. Lâm Trục Thủy, người dựa vào cái gì mà mời ta ra ngoài, người dựa vào cái gì, người đàn ông hơn 40 tuổi bị bảo vệ kéo đi, chật vật vô cùng, người đối xử với ta như vậy là muốn bị trục xuất khỏi lâm gia. Lâm trục thủy không nói gì, vất tay với bảo vệ, bảo họ lấy khăn che miệng ông ta và kéo đi. Trong lúc đó, lâm phách đứng bên cạnh lâm trục thủy, biểu tình lúng túng, không thể nói lời nào. Hắn biết cha mình ngu xuẩn, nhưng không ngờ lại ngu xuẩn đến vậy. Việc tiểu bối trong nhà gây phiền phức tại lễ cưới làm hắn cảm thấy mất mặt. Khi Lâm Trục Thủy dặn bảo vệ hành động, Lâm Phách liền yên lặng làm như không thấy. Ngoài điểm nhạc đệm nhỏ này, lễ cưới diễn ra rất thuận lợi. Buổi tối, Lâm Trục Thủy chuẩn bị một nồi dược dục cho Chu Gia Ngư. Vì sức khỏe của Chu Gia Ngư không tốt, nên việc bảo dưỡng luôn được chú trọng. Thức ăn trong nhà đều do Lâm Trục Thủy nghiêm ngặt chọn lựa, và ba ngày năm ngày một lần dược dục là không thể thiếu. Nhưng đứng trước cửa bồn tắm, bước chân Chu Gia Ngư lại chân chừ. Làm sao vậy? Lâm Trục Thủy hỏi chu gia ngư ngập ngừng hôm nay có thể không tẩy dược dục được không tại sao không lâm trục thủy nhẹ nhàng đặt tay lên lưng chu gia ngư dù qua lớp quần áo mỏng hắn vẫn cảm nhận được xương sống của chu gia ngư chu gia ngư quá gầy mặc dù sức khỏe đã cải thiện phần nào nhưng vẫn chưa đạt tới hình thể bình thường vì vậy lâm trục thủy vẫn đều đặn chuẩn bị dược dục cho hắn mỗi ba ngày sẽ có mùi thuốc chu gia ngư nhỏ giọng hôm nay đặc biệt có thể không tẩy không? Được, Lâm Trục Thủy nói, ngày mai bù lại. Nói xong, hắn ôm ngang Chu Gia Ngư và bước vào phòng ngủ. Đây là lần đầu tiên từ khi Chu Gia Ngư sống lại, họ tiếp xúc thân mật đến vậy. Đêm đó, gần như Chu Gia Ngư không ngủ, chỉ đến khi Lâm Trục Thủy dừng lại vì lo lắng cho sức khỏe của hắn, họ mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Trong căn phòng tràn ngập mùi đàn hương nhẹ nhẹ, Chu Gia Ngư mở to đôi mắt, thì thầm tiên sinh, thật may là ngươi đã tìm được ta đúng vậy lâm trục thủy hôn lên cổ chu gia ngư may mắn ta đã tìm được ngươi có những việc không thể nghĩ quá nhiều nếu không sẽ chỉ khiến người ta thêm đau khổ nếu phải để chu gia ngư lo liệu tang lễ của lâm trục thủy nhìn hắn biến thành cho tàn rồi bị chôn vào lòng đất lạnh lẽo đó chẳng khác gì lăng trì lâm trục thủy với mái đầu bạc không biết đã lấy quyết tâm nào để tìm kiếm người yêu mất tích của mình giữa thế giới rộng lớn may mắn thay ông trời đã không phụ lòng để họ cuối cùng được ôm nhau ngủ sáng hôm sau chu gia ngư không thể dậy nổi toàn thân đau nhức trên người đầy vết đỏ lâm trục thủy đã bù đắp cho những ngày bị kìm nén khiến chu gia ngư chỉ cần nghĩ tới đã cảm thấy đau nhức một vùng nào đó dù vậy sau khi làm xong lâm trục thủy vẫn cẩn thận tắm rửa và bôi thuốc cho chu gia ngư nếu không hôm nay hắn có lẽ không thể rời giường nằm trên giường tới chiều Chu gia ngư khập khiễng bước vào phòng khách, phát hiện không khí trong phòng có chút kỳ lạ. Lâm giác ngồi trên ghế sofa hút thuốc, trước mặt là cái gạt tàn đầy đầu màu thuốc lá. Lúc này cô vẫn cầm một điếu thuốc trên tay, khói thuốc lượn lờ. Bên cạnh Lâm giác là Tiểu Kim, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô với ánh mắt kiên định. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lâm giác thấy Chu gia ngư đến, nhanh chóng đứng dậy. Gia ngư, người đã dậy rồi, chúng ta để lại cơm, ăn chút đi cô cố gắng chuyển đề tài nhưng chu gia ngư đã nhận ra sự không đúng của cô lâm giác tiểu kim nói chậm rãi nhưng kiên quyết ngươi phải phụ trách ta chu gia ngư lâm giác nuốt nước bọt ánh mắt dao động nhưng ngươi nói ta làm gì với ngươi ta không nhớ rõ ngươi phải có chứng cứ tiểu kim không nói gì bắt đầu cởi quần áo chu gia ngư kinh ngạc còn lâm giác run rẩy cầm điếu thuốc như một kẻ phạm tội bị lộ tẩy tiểu kim nhanh chóng cởi đồ, lộ ra thân thể đẹp đẽ. Bởi vì không phải loài người, vóc dáng hắn gần như hoàn hảo không tì vết, khiến chu gia ngư phải nheo mắt vì trói lóa. Nhưng trên thân thể ấy lại có những vết cắn và vết tóm, chứng tỏ một số chuyện xáo rượu đã xảy ra. Lâm giác đau khổ che mặt. Ta muốn đi, tiểu kim bắt đầu mặc lại quần áo, người ở đây bọn họ có thể làm chứng. Lâm giác nói, bọn họ đều uống nhiều rồi, ngươi, ngươi tiểu kim làm động tác ngừng lại tựa hồ đã đoán trước lâm giác sẽ phủ nhận nên không hề hoảng loạn ta còn có chứng cứ khác chứng cứ gì lâm giác ngạc nhiên nhận ra tiểu kim đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống tiểu kim nói người có thể giả vờ nhưng máy quay sẽ không lừa người người có thể xem video ngày hôm qua lâm giác châm một điếu thuốc nói cái kia cô chưa kịp nói hết câu tiểu kim liền hỏi lâm giác người thật muốn quyệt nợ Lâm giác lặng thinh. Chu Gia Ngư không ngờ buổi sáng lại được chứng kiến một màn kịch tính như vậy. Dù Tiểu Kim đã sống cùng họ một thời gian dài và luôn thể hiện rõ ý định theo đuổi Lâm Giác, nhưng hắn luôn biết giữ chừng mực. Không ngờ, hôm nay hắn lại ra tay mạnh mẽ như vậy. Trong không khí căng thẳng, Tiểu Kim gọi điện thoại yêu cầu mang video đến. Lâm Giác như thể vừa bị tuyên án tử hình, mặt mày xám xịt. Chu Gia Ngư bên cạnh thì giờ khóc giờ cười, cảm giác như đang xem một bộ phim ngôn tình cầu huyết. Khi Bảo An mang video đến, Lâm Trục Thủy cũng vừa tới. Thấy bầu không khí trong phòng u ám, hắn hỏi ngay có chuyện gì vậy. Chu Gia Ngư giải thích ngắn gọn, rồi thấy Lâm Giác giả bộ khóc, nói rằng cô không nhớ gì về tối qua, vì cô đã uống đến gần 3 cân rượu, còn là hỗn hợp giữa rượu trắng và rượu đỏ, nên hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra sau nửa đêm. Lâm Trục Thủy nghe xong chỉ thốt ba chữ, "Nhận mệnh đi." Lâm Giác. Video được phát trên máy tính, Chu Gia Ngư nhấn vào file video. Trong video, Lâm Giác đang ngồi bên bàn, cuốn tay áo uống rượu với người khác. Cô uống rất dũng cảm, trên mặt đã hiện rõ men say. Video có âm thanh, nhưng khá ồn ào, xen lẫn một vài tiếng động khác. Lúc đó, tiệc cưới đã gần kết thúc, nhưng Lâm Giác vẫn không có ý định dừng lại cô coi rượu như nước một chén nối tiếp một chén rót vào bụng khiến chu ra ngư nhìn mà xót xa hắn loáng thoáng đoán được lý do lâm giác uống như vậy có lẽ liên quan đến lễ cưới giang dở của cô trước đây uống như vậy dù tửu lượng tốt cũng không chịu nổi lâm giác bắt đầu mờ mịt động tác càng ngày càng khoa trương lúc này những người còn lại trên bàn cũng đều đã ngà ngà say không ai chú ý đến sự bất thường của lâm giác chỉ có tiểu kim luôn ngồi cạnh cô lặng lẽ quan sát hắn dường như biết rằng khuyên lâm giác lúc này không có tác dụng nên không nói gì khi lâm giác nằm bò ra bàn tiểu kim mới có động tác trên mặt hắn hiện lên vẻ bất đắc dĩ bước đến bên cô nhẹ nhàng vỗ vai về phòng ngủ đi không ta không lâm giác đột nhiên ngừng đầu ta muốn ngủ ở đây ngủ ở đây tiểu kim sẽ lạnh lâm giác nghe vậy biểu cảm dừng lại một chút rồi đột nhiên khóc hòa lên, ta không. Ta không, ta muốn ngủ ở đây. Người không thích ta, người cũng không thói quen ta. Mọi người xem video. Lâm Giác lặng lẽ hút thuốc. Tiểu Kim nhìn Lâm Giác, hỏi có muốn tiếp tục không? Lâm Giác với vẻ mặt không chịu thua nói, tiếp tục. Cô cứng đầu, tử phẩm của ta rất tốt, nhiều nhất là khóc một chút, tuyệt đối không làm chuyện đó với ngươi. Tiểu Kim cười lạnh, nhấn tiếp tục. Chu ra ngư cười rờ khóc giờ lâm giác đây rõ ràng là đang mạnh miệng. Những vết thương trên người tiểu kim chắc chắn là do cô gây ra, không ai dám đối mặt với một con rồng mà không có gan hùm mật gấu. Lâm giác vẫn cố tỏ vẻ cứng cỏi, tay run run châm một điếu thuốc khác, yên lặng nhìn tiếp. Lần này, tiểu kim không nể nang gì, nhấn nhanh vào đoạn quan trọng. Trong video, lâm giác đột nhiên nhảy lên, ôm lấy tiểu kim. Tiểu kim rõ ràng sừng sốt, mọi động tác đều cứng ngắc sau đó một cảnh tượng khó tin xuất hiện lâm giác vuốt ve cánh tay tiểu kim rồi cười khúc khích ai nha người trẻ tuổi da rẻ thật tốt tay trơn tuột tiểu kim có vẻ bất đắc dĩ định dìu cô về phòng ngủ nhưng hai người lằng nhằng mãi không đi được cuối cùng tiểu kim bực mình bế lâm giác lên và bước lên lầu trong suốt quá trình lâm giác như một kẻ biến thái cười khanh khách dùng mặt cọ vào ngực tiểu kim còn vỗ vỗ nói ngực ngươi còn lớn hơn ta Mọi người nhìn đến đây, đều yên lặng đưa ánh mắt về phía một bộ phận nào đó của Lâm Giác. Tiểu Kim dù mặt không hề cảm xúc, nhưng Chu Gia Ngư rõ ràng thấy trên trán hắn nứt ra một sợi gân xanh. Lâm Giác ở bên cạnh lúng túng cười, nói, "Đừng tính toán với ta mà, ta uống say, cái gì cũng không nhớ." Giọng của cô càng nói càng nhỏ dưới ánh mắt chăm chú của Tiểu Kim, cuối cùng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Mọi người vừa nãy đều thấy vóc dáng Tiểu Kim, cơ ngực quả thực đẹp nhưng để so với lâm giác thì không thể nào bằng chỉ có lâm giác trong cơn say mới dám thốt ra câu nói lưu manh như vậy nhìn đến đây lâm giác đã yên lặng lấy giấy ăn lau mồ hôi trên trán nhỏ giọng nói đừng xem nữa tiểu kim lạnh lùng hỏi ngươi nhận không lâm giác đáp ngươi muốn ta nhận cái gì đứa nhỏ trong bụng ngươi cũng không phải của ta tiểu kim chu gia ngư nhìn muốn cười lâm giác lúc này còn mạnh miệng hoàn toàn khơi dậy cơn giận của tiểu kim Tay hắn khẽ động, hình ảnh trên màn hình lại tiếp tục. Chỉ trong chớp mắt, Lâm Giác và Tiểu Kim đã đến cửa phòng ngủ, Tiểu Kim đẩy cửa bước vào. Lâm Giác trừng mắt lớn, hô hấp ngừng lại, biểu tình căng thẳng đến cực độ, rõ ràng cô sợ rằng mình và Tiểu Kim đã xảy ra chuyện gì. May mắn thay, chỉ vài giây sau, Tiểu Kim mặt đen như mực bước ra khỏi phòng. Mọi người thấy Tiểu Kim bước ra đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi cảm giác nhẹ nhõm vừa lắng xuống, thì cơn giận lại bùng lên. Chỉ thấy Lâm Giác, lẽ ra phải nằm ngủ trên giường, lảo đảo chạy ra khỏi phòng, một tay nắm lấy eo Tiểu Kim, hét lên rằng đừng đi, trong phòng có quỷ. Tiểu Kim dừng lại, quay đầu hỏi, quỷ ở đâu? Trên nóc nhà, trên nóc nhà, trong video, Lâm Giác biểu cảm đáng yêu, hoàn toàn không nhìn ra vừa nãy một chút điên cuồng. Với tác phong cường thế thường ngày của cô, Tiểu Kim lập tức mềm lòng, nói, không sợ không có quỷ ta cùng ngươi đi vào lâm giác gật đầu lia lịa lôi kéo tiểu kim vào phòng lâm giác tay run run châm không biết bao nhiêu điếu thuốc nhưng lần này run thật sự quá mạnh mãi không châm được tiểu kim sau khi vào phòng liền không ra nữa trong khoảng thời gian đó phòng truyền ra tiếng hắn giận dữ lâm giác kèm theo tiếng cười sắc bén của lâm giác thằng nhóc ngươi chạy đi đâu ngoài phòng gió cuồng phong gào thét sấm vang chấp giật mưa rơi ào ào suốt đêm không dứt chu gia ngư tối qua còn nghĩ sao mùa đông lại có mưa nay đã hiểu nguyên do mãi đến sáng hôm sau tiểu kim mới bước ra khỏi phòng lâm giác hắn đi ra với bộ dạng chật vật quần áo nhăn nhúm bước đi lảo đảo mặt mày cao có nửa giờ sau lâm giác cũng xuất hiện tinh thần sảng khoái không giống người đã say rượu tối qua lần này không ai dám nói gì thêm lâm giác biểu cảm khổ sở nói việc đã đến nước này người định làm gì tiểu kim bình thản đáp lời kinh ngạc chúng ta long tộc luôn giữ mình trong sạch ta còn mới thành niên người chiếm tiện nghi của ta không phụ trách sao được chu gia ngư lòng tộc giữ mình trong sạch lòng tính bản dâm sinh lễ nào chỉ là truyền thuyết các ngươi thậm chí cả rùa cũng không tha mà còn nói giữ mình trong sạch lâm giác rõ ràng nghĩ giống chu gia ngư cô định phản bác thì tiểu kim giơ tay làm dấu ngừng trước khi nói gì nghĩ kỹ với bẩn danh dự long tộc tuy ta không ngại nhưng lòng giới có ngại hay không ta không biết lâm giác lập tức ủ rũ cô dù có gan lớn cũng không dám mắng long nếu tiểu kim giận mà mỗi ngày trời mưa cô không chịu nổi cụ thể làm sao phụ trách lâm giác nhận mệnh hỏi ngươi nói đi tiểu kim nhìn sang chu gia ngư và lâm trục thủy nói cùng ta đi đăng ký kết hôn lâm giác lập tức ngồi thẳng mắt trợn tròn đăng ký kết hôn người bây giờ thậm chí không có chứng minh thư ta sao có thể cùng ngươi đăng ký ta có tiểu kim lấy ra một tấm giấy chứng nhận đặt trên bàn ta không thiếu hộ khẩu ngươi sao có thể lâm giác kinh ngạc nhìn về phía lâm trục thủy trục thủy có phải ngươi giúp hắn làm không lâm trục thủy đáp đúng tại sao lâm giác choáng váng lâm trục thủy chậm rãi nhấp một ngụm trà từ đầu đến cuối không bày tỏ ý kiến đối mặt với lâm giác nghi vấn hắn đáp một cách khó tin vì hắn muốn giao sinh hoạt phí cần làm việc mà để làm việc cần chứng minh thư lâm giác tiểu kim nói đúng ta ở đây trả tiền dù khung cảnh nghiêm túc thế này chu gia ngư vẫn phải rất cố gắng không bật cười hắn luôn cảm giác lâm trục thủy đã sớm đoán trước có ngày này nên chuẩn bị sẵn lý do ta có chứng minh thư chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn tiểu kim nói ngươi đã nói ngươi phải phụ trách ta Lâm Giác trông như đang đấu tranh, cô run giọng nói, "Nhưng ta đã 35 tuổi rồi, ngươi." Tiểu Kim đáp, "Không sao, theo tuổi tác của nhân loại các ngươi, ta cũng mới 18." Lâm Giác nói, "Ồ, nhưng pháp định tuổi kết hôn cho nam là 22." Tiểu Kim trả lời, "Không sao, chứng minh thư của ta ghi 22." Lâm Giác, cô rõ ràng không biết phải nói gì thêm, chỉ có thể châm một điếu thuốc. "Vậy thì câu trả lời của ngươi là gì?" Lâm Giác. Tiểu Kim nghiêm túc hỏi, không hề có vẻ đùa giỡn. Lâm Giác nghe câu hỏi, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc. Cô dập điếu thuốc, thở dài sâu, ngồi thẳng người, nếu đã vậy, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc. Tiểu Kim gật đầu. Lâm Giác hít sâu, như thể đã chuẩn bị tinh thần, cô nói, "Tiểu Kim, ngươi là long, ta là người, ngươi có nghĩ đến không, chúng ta tuổi tác khác biệt quá lớn. Cuộc đời của nhân loại chỉ là vài chục năm." nhưng với các ngươi chỉ như một cái chớp mắt ngươi sẽ phải chứng kiến ta dần già đi và rồi tử vong câu hỏi này rất sắc bén khiến chu gia ngư cũng nín thở nhưng tiểu kim vẫn bình thản nói ta đã nghĩ đến lâm giác hỏi ngươi nghĩ như thế nào tiểu kim đáp ta không ngại lâm giác dùng tay lau mặt cười khổ nói làm sao ngươi có thể không ngại tiểu kim nghiêm túc ánh mắt kiên định ta không ngại Thay vì đứng ngoài nhìn ngươi trải qua cuộc đời cô đơn, ta muốn tham dự vào cuộc sống của ngươi. Chẳng lẽ ý nghĩa của cuộc sống chỉ là nghĩ đến cái chết? Lâm Giáp nói, nhưng mà. Tiểu Kim ngắt lời, ta có rất nhiều thời gian, có thể chờ đợi. Ta không ngại. Lâm Giáp im lặng, Chu Gia Ngư lần đầu tiên thấy cô lúng túng. Tiểu Kim không phải là người, tư duy của hắn khác biệt, kiên định và cố chấp, không dễ dàng từ bỏ điều mình muốn lâm giác lạnh lùng có thể làm tổn thương người khác, cuộc đời chỉ có mấy chục năm, bao nhiêu người sẵn sàng dành thời gian cho một điều không chắc chắn. Nhưng tiểu kim thì có thể, lâm giác không muốn, hắn có thể chờ đợi, dù là 40, 50 hay 60 tuổi, hắn có thể kiên trì đến cùng. Nhưng ta sẽ giả đi, còn ngươi thì không, lâm giác nói, khi đó ta sẽ đầy tóc bạc. Ta có thể cùng ngươi giả đi, tiểu kim nói, ta không phải là người, không chấp nhất với ngoại hình hắn chân thành ánh mắt đầy quyết tâm lâm giác dường như không còn cách nào cô thở dài trước mặt đã đầy tàn thuốc phòng im lặng mọi người chờ câu trả lời của cô cuối cùng lâm giác khẽ mở miệng được rồi chúng ta thử xem mọi người thở phào nhẹ nhõm tiểu kim cũng nở nụ cười chu gia ngư từng nghe lâm trục thủy nói rằng tiểu kim là người cuối cùng quy tụ lâm giác giờ đây thấy điều này thành hiện thực cảm thấy an ủi tối hôm đó Lâm Trục Thủy ôm Chu Gia Ngư, kể về một số chuyện liên quan đến Lâm Giác. Lâm Giác và người yêu cô trước đây vốn là Thanh Mai Trúc Mã, cả hai cùng lớn lên, cùng học phong thủy, cùng phiêu bạt trốn thế tục. Đây vốn là một câu chuyện khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng sau đó lại phát triển theo hướng không ngờ. Sau khi đính hôn không lâu, người yêu Lâm Giác mắc bệnh nan y, chỉ trong 3 tháng, anh dần mất đi sự sống trên giường bệnh. Nhìn người yêu mất dần sự sống là hình phạt tàn khốc nhất. Lâm Giác ban đầu cố gắng cười, sau đó im lặng, cuối cùng là khóc lóc cầu xin. Cô cầu, cầu mong anh không rời đi, không để cô cô đơn trên thế gian, thậm chí bắt đầu tìm kiếm những thuật kéo dài tính mạng. Nhưng con người làm sao có thể giành lại người từ tay Diêm Vương? Người yêu của Lâm Giác cuối cùng vẫn ra đi, trước khi đi, anh muốn cô hứa với anh một điều. Điều gì? Chu Gia Ngư hỏi, tâm trạng chua xót. Hắn muốn cô sống đến 40 tuổi, Lâm Trục Thủy nói hắn đã tính toán được. Tính toán được cái gì? Chu Gia Ngư mơ hồ hỏi. Tính ra Lâm Giác sẽ gặp được nhân duyên thật sự của cô ấy, Lâm Trục Thủy nói. Người yêu của cô ấy chỉ là một người khách qua đường, không phải là định mệnh cuối cùng. Lâm Giác và người yêu cô đều có thiên phú xuất sắc, và mặc dù việc dự đoán số phận của chính mình là rất khó khăn, người yêu của Lâm Giác đã bốc một quẻ cho cô. Quẻ bói ấy đã giúp anh rời đi mà không tiếc nuối. Anh biết rằng, trước khi Lâm Giác bước qua tuổi 40, sẽ có người khác đến để yêu thương và chăm sóc cô thay anh. Mặc dù không cam tâm, nhưng anh không muốn cô phải theo anh đến Hoàng Tuyền. Vậy biến số đó chính là Tiểu Kim sao? Chu Sa Ngư hỏi, tiên sinh, ngài đã sớm dự đoán ra. Lâm Trục Thủy gật đầu, đúng vậy, ta đã dự đoán được. Dù biết có biến số này, nhưng Lâm Trục Thủy không thể biết rõ nó là gì hoặc từ đâu mà đến. Anh không ngờ rằng trong một lần tìm kiếm vô tình, Biến số đó lại xuất hiện. Tiểu Kim là hậu quả từ một lần du lịch của Lâm Giác và người yêu thanh mai trúc mã của cô. Cuối cùng, Tiểu Kim trở thành nhân duyên định mệnh của Lâm Giác. Nhân duyên tiền định luôn mang đến những điều kỳ diệu. Tiểu Kim còn có 5 năm, năm để chứng minh bản thân, Lâm Trục Thủy nói. Anh ấy có thể làm được. Chu gia Ngư đáp một tiếng, trong lòng âm thầm cầu nguyện, mong mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Sau sự kiện đó, Tiểu Kim dọn vào sống cùng Lâm Giác dù nói muốn lâm giác đi đăng ký kết hôn nhưng anh không hề ép buộc cô từ đó dù lâm giác đi đâu phía sau cô luôn có một người đàn ông ít nói nhưng luôn chăm sóc cô chắn rượu cho cô trừ tà cho cô và chăm sóc khu vườn trong sân cuộc sống của lâm giác dường như không có gì thay đổi ngoại trừ việc cô luôn có một người bên cạnh với chiếc ô đen lớn đủ để che khuất hai người cách tốt nhất để buông bỏ một đoạn tình cảm không phải là quên đi mà là thay thế nó bằng tình cảm mới không ai biết rõ lâm giác động lòng khi nào nhưng khi chu gia ngư biết lâm giác và tiểu kim chính thức đến với nhau đó là vào một buổi tối khi cô đã 38 tuổi ở tuổi 38, lâm giác vẫn xinh đẹp diễm lệ mặc sườn xám tôn dáng ngồi trên ghế sofa trong nhà thời gian như yêu ái cô không để lại dấu vết nào nếu không nhìn vào đôi mắt đã mất đi nét ngây thơ của tuổi trẻ người ta có thể nghĩ cô chỉ là một thiếu nữ trưởng thành tiểu kim vẫn ngồi bên cạnh cô đôi mắt hạt thông của anh dịu dàng nhìn cô, đưa từng hạt hạt thông vào miệng cô. Lâm Giác nói, chúng ta chuẩn bị kết hôn. Trong phòng có một chiếc bánh lớn do Tiểu Kim tự tay chọn. Trên bánh là một con rồng vàng nhỏ bao quanh một cô gái ngồi, dáng dấp của cô gái giống Lâm Giác đến bảy tám phần. Cô gái đặt tay lên lưng rồng, tràn ngập hạnh phúc. Chu Gia Ngư biết được tin này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Từ khi biết về ước hẹn 40 tuổi của Lâm Giác và người yêu cũ, anh luôn bất an dù lâm trục thủy không nói gì chu gia ngư cũng cảm nhận được sự lo lắng của anh nếu tiểu kim không thể hòa tan trái tim băng giá của lâm giác kết quả sẽ ra sao khi nghe lâm giác nói vậy mọi người đều cảm thấy an ủi chúc mừng sư bá thẩm nhất cùng chúc mừng đầu tiên khi nào tổ chức lễ cưới ta còn phải chuẩn bị quà cho ngươi lâm giác liếc mắt lo cho mình trước đi khi nào ngươi định đưa vị kia về nhà thẩm nhất cùng nghe vậy liền sụ mặt ta không thích nam hài tử. Lâm Giác nói, người không thích nam hài tử mà lại giới thiệu bản thân vui vẻ như vậy. Yêu thích chơi bóng rổ, còn xính lễ, người có trả không? Thẩm nhất cùng ủ rũ, không, ta chưa trả. Mọi người cười vang, gia đình tràn ngập niềm vui. Lâm Trục Thủy đã mở đầu cho tất cả, bốn đệ tử của anh lần lượt tìm được bạn đời của mình. Thẩm nhất cùng có lẽ là người gian nan nhất. Ai ngờ rằng một lần tùy tiện đi vào mộ lại có thể kết duyên với tổ tiên của một dòng dõi hoàng thử lang. Vì chuyện này, tiểu hoàng trong nhà giận dỗi mấy ngày. Nếu thẩm nhất cùng thực sự kết hôn với hoàng thử lang, tiểu hoàng phải gọi thẩm nhất cùng là tổ bà nội, không thể tiếp tục sắc sược với hắn nữa. Lễ cưới của lâm giác do tiểu kinh toàn quyền xử lý, từ phong cách đến váy cưới đều do anh tự tay lo liệu. Lâm giác ngoài việc thử váy cưới và chụp ảnh cưới thì ngày nào cũng cùng chu gia ngư tắm nắng trong vườn, cuộc sống rất thoải mái và yên bình. Chu Gia Ngư nghĩ rằng Lâm Giác chỉ là thoải mái nên cơ thể tăng cân, ai ngờ mấy ngày sau, cô phát hiện mình mang thai. Ngày phát hiện mình mang thai, Tiểu Kim vừa về đến nhà đã nghe Lâm Giác kêu lên, Hoàng thượng, nô tỳ trong bụng đã có rồng, ngài không thể bỏ rơi nô tỳ a. À? Tiểu Kim, anh quay đầu nhìn Chu Gia Ngư, ánh mắt đầy thắc mắc về trò đùa của Lâm Giác. Chu Gia Ngư ban đầu rất vui khi nghe tin này, nhưng giờ thấy hành động của lâm giác thì không nhịn được cười chỉ có thể giải thích ý trên mặt chữ thôi sư bá mang thai rồi tiểu kim với đôi mắt vàng sáng rực vội vã tiến đến bên cạnh lâm giác nửa quỳ nửa ngồi vòng tay ôm lấy eo cô và áp mặt vào bụng cô ngẩng đầu lên thật không lâm giác mỉm cười dịu dàng ừ tiểu kim hỏi đã được bao lâu rồi lâm giác đếm trên ngón tay ba tháng nghe vậy tiểu kim nhíu mày sao bây giờ mới phát hiện lâm giác cười trừ kinh nguyệt của ta không đều đặn tiểu kim thật sự không biết phải làm gì với lâm giác anh nắm lấy tay cô nghiêm túc hỏi ta muốn đứa bé này người có đồng ý không câu hỏi của anh đầy lo lắng sợ rằng lâm giác sẽ vì lý do nào đó mà quyết định từ bỏ đứa bé được lâm giác nhẹ nhàng vuốt phe sống mũi thẳng tắp của tiểu kim ta đồng ý tiểu kim nở một nụ cười rạng rỡ giống như một đứa trẻ vừa nhận được kẹo anh ôm chặt lâm giác, bầu không khí giữa hai người ngọt ngào đến tột cùng. Chu Gia Ngư cũng vui mừng không kém, trong căn phòng này sắp có thêm thành viên mới. Mấy năm qua, tiểu chỉ đã có thêm nhiều anh chị em, nhưng điều duy nhất còn thiếu là một đứa con chính thức, chứ không phải là những đứa trẻ bằng giấy. Tuy nhiên, với họ, tiểu chỉ như là con ruột vậy. Dù đã nhiều năm trôi qua, tiểu chỉ vẫn giữ thói quen gỡ tóc, đặc biệt là tóc của Lâm Trục Thủy, từ màu trắng đã dần chuyển về màu đen. Tiểu chỉ thích thú với mái tóc của Lâm Trục Thủy, nhưng phần lớn thời gian chỉ có thể gỡ tóc của Hoàng Thử Lang. Khi biết thẩm nhất cùng cũng đang hẹn hò với một Hoàng Thử Lang, tiểu chỉ tỏ ra rất ủng hộ, rõ ràng vì thích bộ lông của Hoàng Thử Lang. Đám anh chị em của tiểu chỉ cũng học theo thói quen này, và Chu Gia Ngư đang cố gắng dạy chúng tiết chế lại, để không làm lộn xộn mọi thứ trong nhà. Lễ cưới của Lâm Giác được tổ chức vào đầu tháng sau khi biết lâm giác mang thai niềm vui như nhân đôi trong thời gian này lâm giác trở thành đối tượng được bảo vệ đặc biệt trong nhà tất cả các món ăn đồ uống cấm kỵ cho phụ nữ mang thai đều không xuất hiện và thuốc lá rượu cũng bị cấm tuyệt đối lâm giác khổ sở vì không thể hút thuốc uống rượu cả ngày than thở lâm trục thủy nghe vậy chỉ đáp ngươi còn chưa đi uốn tóc à lâm giác đầu ta đã đủ nóng rồi cảm ơn mọi người đều bật cười với những triệu chứng mang thai, tiểu kim ngày ngày thay đổi thực đơn để lâm giác dễ chịu hơn. kết quả là thẩm nhất cùng lại tăng cân vì ăn quá nhiều. lâm giác khuyên thẩm nhất cùng ăn ít lại, không muốn anh trở thành một con gấu mù. thẩm nhất cùng đáp, ta mà thành gấu mù thì ai còn muốn nhìn ta chứ? lâm giác cười, người nghĩ ngươi lên cân thì hoàng thử lang sẽ không để ý ngươi sao? người ta không phải là phu thiền, đối với hắn túi ra chỉ là phù vân. nhưng nếu ngươi mập lên liệu cô nương nào sẽ để ý hiện tại thẩm nhất cùng vẫn là một thiếu niên da nâu đẹp trai nếu mập lên cuộc sống sau này của anh sẽ chỉ còn hoàng thử lang tiểu hoàng tỏ ra rất tán thành kêu lên liên tục thẩm nhất cùng phẫn nộ bỏ đũa xuống ta không ăn nữa ngươi không muốn ăn cũng không cho ta ăn lâm giác kiêu ngạo ngẩng đầu không phục thì ngươi cứ ăn đi thẩm nhất cùng ta phục tiểu kim lặng lẽ ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho lâm giác lâm giác ăn no than thở đau lưng tiểu kim liền ôm cô vào lòng nhẹ nhàng xoa bóp lưng và chân cho cô chu gia ngư nhìn cảnh tượng đó với nụ cười trên môi rồi bị lâm trục thủy nắm tay ghé tai nói nhỏ điều gì đó khuôn mặt chu gia ngư đỏ bừng lên lan ra đến cổ có được không lâm trục thủy hỏi chỉ một lần thôi nhé chu gia ngư nói nhỏ eo ta không chịu nổi lâm trục thủy mỉm cười không sao khi nào đau ta sẽ giúp ngươi xoa. Thẩm nhất cùng, đang là kẻ độc thân duy nhất, tức tối ném bát xuống bàn rồi quay người bỏ đi. Anh cảm thấy mình như bị nghẹn bởi những lời đường mật này, và thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu mình có phải là cầu thật không. Dẫu vậy, nghĩ đến việc thoát khỏi tình trạng độc thân lại không hề dễ dàng, thẩm nhất cùng nhìn đống xính lễ gửi về nhà mà lòng đầy âu lo. Thăng 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 chương 112, phiên ngoại 6 hắn và 73 vấn đề cá nhân của thẩm nhất cùng trở thành câu chuyện thường ngày trong nhà mọi người lo lắng nhưng lại hay đem ra trêu chọc ví dụ mỗi buổi sáng khi thẩm nhất cùng ngồi ở cửa hít thở không khí trong lành và ăn sáng thẩm nhị bạch sẽ đến bên cạnh và hỏi thẩm nhất cùng tối qua ngươi có mơ thấy vợ ngươi không thẩm nhất cùng phẫn nộ đáp lại ngươi hỏi ta làm gì ngươi cũng có tìm được vợ đâu thẩm nhị bạch cười lớn nhưng ta tìm được rồi mà thẩm nhất cùng lập tức sụ mặt như quả cà chua bị phơi nắng, đầu cúi gục xuống. Nhìn thấy cảnh đó, ai cũng thương cảm, muốn vuốt đầu an ủi hắn như một chú cún con bị bắt nạt. Thẩm mộ tứ nhìn thầm nhất cùng với ánh mắt đầy cảm thông, như thể đang nhìn đứa con trai ngốc không lấy được vợ, đừng lo, nhà chúng ta có đủ tiền, cha sẽ bán tài sản để mua cho ngươi một người vợ. Thẩm nhất cùng, đại sư huynh ngươi cũng đừng trêu ta. Trước đây, thẩm nhất cùng tự tin về chuyện tình cảm của mình. Dù vận may không tốt, nhưng anh vẫn tin rằng mình sẽ tìm được người phù hợp. Tuy nhiên, sau sự kiện với bút tiên, niềm tin đó bắt đầu lung lay. Tại sao lại là 73 tuổi? Tại sao lại là 73 tuổi mới yêu? Thẩm nhất cùng lúc đó hoang mang cực độ, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh. Dám nói dối trước mặt lâm trục thủy là rất hiếm, nên lời tiên đoán này có thể là thật. Nghĩ tới đây, thẩm nhất cùng rơi vào trầm uất. Không lo thì thôi, một khi lo thì mọi thứ xung quanh đều như ám chỉ khi ăn trưa nhìn đôi đũa không đều nhau anh liền thở dài đũa này một cái cao một cái thấp chẳng phải là dấu hiệu ta sẽ cô đơn cả đời sao chỉ là do mua đũa mới cao thấp không đều thôi thẩm mộ tứ giải thích ngươi chỉ cần ăn một bữa cơm đừng nghĩ quá nhiều thẩm nhất cùng cuối cùng cũng đổi đôi đũa khác rồi mới ăn hết bữa sau sự việc của chu gia ngư Bầu không khí trong nhà càng trở nên ảm đạm. Nhìn thấy Lâm Trục Thủy cô đơn, Thẩm Nhất Cùng càng lo lắng rằng tình yêu sẽ mang đến không chỉ niềm vui mà còn là nỗi đau ly biệt. Thời gian đó, trong nhà mọi người đều trầm mặc, Tiểu Chỉ trước kia còn khóc lóc tìm Chu Gia Ngư, giờ đây chỉ ở trong phòng, ít khi ra ngoài. Các sư huynh khác cũng lao vào các vụ án lung tung bên ngoài, và thầm Nhất Cùng quyết định đi du lịch để thay đổi không khí. Thẩm Nhất Cùng nói đi là đi sau khi chào lâm trục thủy, anh vác ba lô lên và xuất phát. Nhìn lại, một số việc dường như đã được định trước, ví như điểm đến đầu tiên là Đông Bắc và gặp phải con hoàng thử lang 73 tuổi. Sau khi thoát khỏi huyệt mộ cùng tư nhập vọng, thẩm nhất cùng nhận ra người này thật vô tư. Họ ngồi trên tàu lửa ra xanh trở về xã hội hiện đại. Trong đầu thẩm nhất cùng suốt dọc đường đi vẫn là khuôn mặt đẹp đẽ mà anh thấy trong huyệt mộ. Anh dường như bị ám ảnh, mãi sau này mới dần quên đi thẩm nhất cùng người ở trong mộ đã thấy gì từ nhập vọng thấy thẩm nhất cùng mấy ngày nay hồn vía lên mây rất tò mò hỏi ta gặp một yêu tinh xinh đẹp thẩm nhất cùng đáp xinh đẹp đến mức nào từ nhập vọng hỏi đó là vẻ đẹp khó diễn tả bằng lời thẩm nhất cùng nói rất khó mà hình dung từ nhập vọng nói vậy ngươi và cô ta đã làm gì thẩm nhất cùng mặt đỏ bừng ta không nhớ rõ lắm nhưng hình như cô ấy đã nắm tay ta từ nhập vọng nhìn thầm nhất cùng với ánh mắt thương hại ngươi thật đáng thương chỉ dắt tay thôi mà cũng kích động thế thẩm nhất cùng cắn răng dắt tay cũng là tốt rồi ngươi xem thường ta à từ nhập vọng ngươi từ nhập vọng cười khầy lần cuối ngươi dắt tay một cô gái là khi nào đừng nói là hồi sơ chung đấy thẩm nhất cùng không trả lời ánh mắt lảng tránh ngươi vào lâm ra từ bao giờ không gặp cô gái nào nữa từ nhập vọng nghiêm túc phân tích nếu không phải sơ chung, thì chỉ có thể là tiểu học. Tiểu học cũng không phải, thẩm nhất cùng, người thậm chí dắt tay cô bé từ hồi mẫu giáo sao. Cuối cùng, thẩm nhất cùng thẳng thắn thừa nhận rằng lần duy nhất anh dắt tay một cô gái là khi đưa cháu gái đi chơi, đứa bé chỉ mới 4 tuổi, nhưng ít ra vẫn là một cô bé. Đại khái là vậy, từ nhập vọng không thể nhịn được cười, khiến thẩm nhất cùng tức giận, người cứ cười mãi thế, không thể giúp ta chút à. Từ Nhập vọng lau nước mắt do cười quá nhiều, ngươi lo cái gì? Điều kiện của ngươi không tồi, chỉ hơi đen thôi, tìm bạn gái đâu khó. Thẩm Nhất cùng kể lại chuyện bút tiên và con số 73, cùng việc gặp hoàng thử lang trong mộ nói về tuổi tác. Anh lo lắng nhân duyên của mình có thể liên quan đến yêu tinh đó. Từ Nhập vọng cười, yêu tinh đó không phải rất đẹp sao? Ngươi lo lắng gì? Thẩm Nhất cùng ấp úng, nhưng mà, dù xinh đẹp, hắn vẫn là nam từ nhập vọng ngớ người rồi bật cười cuối cùng anh đành nhún vai thôi được rồi buổi tối ca ca dẫn người đi chỗ tốt thẩm nhất cùng vui mừng gật đầu tối đó từ nhập vọng dẫn thẩm nhất cùng đến quán bar hai người gọi đồ uống rồi bắt đầu quan sát xung quanh từ nhập vọng với ngoại hình không tồi dù để tóc dài không hợp thời nhưng vẫn có vẻ nghệ sĩ lãng tử thẩm nhất cùng thì mang vẻ ngây thơ sạch sẽ dễ thu hút ánh nhìn thẩm nhất cùng uống mấy chén rượu để lấy dũng khí cuối cùng anh thấy một cô gái ngồi ở góc quán và nói nhập vọng ta thích cô ấy ta có thể đi không từ nhập vọng vỗ vai khích lệ đi đi ngươi có thể làm được thẩm nhất cùng hít sâu chuẩn bị tâm lý rồi tiến tới cô gái anh đã lập kế hoạch lời chào trong đầu giờ thì nội tâm bình tĩnh anh đứng bên cạnh và nói xin hỏi cô đi một mình sao cô gái nhìn anh ngơ ngác không nói gì thẩm nhất cùng nhắc lại xin hỏi cô đi một mình sao lần này cô gái lộ vẻ hoảng sợ ai đang nói chuyện thẩm nhất cùng đơ người yên lặng quay lưng đi từ nhập vọng thấy thẩm nhất cùng trở về với vẻ mặt thảm hại liền biết chuyện không ổn anh chọn cho thẩm nhất cùng áo sơ mi đậm để thêm phần gợi cảm nhưng không ngờ quán bar qua tối khiến thẩm nhất cùng bị lạc vào bóng tối sau ba phút thẩm nhất cùng quay lại với chén rượu đầu gục vào vai từ nhập vọng khóc nức nở ta không bao giờ muốn tới quán bar nữa ta ghét nơi này từ nhập vọng vỗ về an ủi ngoan nào đừng khóc chúng ta đi chỗ khác thẩm nhất cùng bị dẫn đến cửa hàng bên cạnh gọi vài kết bia và bắt đầu uống từ nhập vọng nhìn thẩm nhất cùng với ánh mắt thương hại ngươi thật đáng thương chỉ dắt tay thôi mà cũng kích động thế thẩm nhất cùng cắn răng dắt tay cũng là tốt rồi ngươi xem thường ta à từ nhập vọng ngươi từ nhập vọng cười khẩy, lần cuối ngươi dắt tay một cô gái là khi nào? Đừng nói là hồi sơ chung đấy. Thẩm nhất cùng không trả lời, ánh mắt lảng tránh. Ngươi vào lâm ra từ bao giờ không gặp cô gái nào nữa? Từ nhập vọng nghiêm túc phân tích, nếu không phải sơ chung, thì chỉ có thể là tiểu học. Tiểu học cũng không phải. Thẩm nhất cùng, ngươi thậm chí dắt tay cô bé từ hồi mẫu giáo sao? Cuối cùng, Thẩm Nhất cùng thẳng thắn thừa nhận rằng lần duy nhất anh dắt tay một cô gái là khi đưa cháu gái đi chơi, đứa bé chỉ mới 4 tuổi, nhưng ít ra vẫn là một cô bé. Đại khái là vậy. Từ Nhập Vọng không thể nhịn được cười, khiến Thẩm Nhất cùng tức giận, ngươi cứ cười mãi thế, không thể giúp ta chút à. Từ Nhập Vọng lau nước mắt do cười quá nhiều, ngươi lo cái gì? Điều kiện của ngươi không tồi, chỉ hơi đen thôi, tìm bạn gái đâu khó. Thẩm Nhất cùng kể lại chuyện bút tiên và con số 73, cùng việc gặp Hoàng Thử Lang trong mộ nói về tuổi tác. Anh lo lắng nhân duyên của mình có thể liên quan đến yêu tinh đó. Từ nhập vọng cười, yêu tinh đó không phải rất đẹp sao? Người lo lắng gì? Thẩm Nhất cùng ấp úng, nhưng mà, dù xinh đẹp, hắn vẫn là nam. Từ nhập vọng ngớ người, rồi bật cười, cuối cùng anh đành nhún vai, thôi được rồi, buổi tối ca ca dẫn ngươi đi chỗ tốt thẩm nhất cùng vui mừng gật đầu tối đó từ nhập vọng dẫn thẩm nhất cùng đến quán bar hai người gọi đồ uống rồi bắt đầu quan sát xung quanh từ nhập vọng với ngoại hình không tồi dù để tóc dài không hợp thời nhưng vẫn có vẻ nghệ sĩ lãng tử thẩm nhất cùng thì mang vẻ ngây thơ sạch sẽ dễ thu hút ánh nhìn thẩm nhất cùng uống mấy chén rượu để lấy dũng khí cuối cùng anh thấy một cô gái ngồi ở góc quán và nói nhập vọng ta thích cô ấy ta có thể đi không từ nhập vọng vỗ vai khích lệ đi đi người có thể làm được thẩm nhất cùng hít sâu chuẩn bị tâm lý rồi tiến tới cô gái anh đã lập kế hoạch lời chào trong đầu giờ thì nội tâm bình tĩnh anh đứng bên cạnh và nói xin hỏi cô đi một mình sao cô gái nhìn anh ngơ ngác không nói gì thẩm nhất cùng nhắc lại xin hỏi cô đi một mình sao lần này cô gái lộ vẻ hoảng sợ ai đang nói chuyện thẩm nhất cùng đưa người yên lặng quay lưng đi. Từ nhập vọng thấy Thẩm nhất cùng trở về với vẻ mặt thảm hại, liền biết chuyện không ổn. Anh chọn cho thầm nhất cùng áo sơ mi đậm để thêm phần gợi cảm, nhưng không ngờ quán ba quá tối khiến thầm nhất cùng bị lạc vào bóng tối. Sau ba phút, thầm nhất cùng quay lại với chén rượu, đầu gục vào vai từ nhập vọng, khóc nức nở ta không bao giờ muốn tới quán ba nữa, ta ghét nơi này. Từ nhập vọng vỗ về an ủi, ngoan nào, đừng khóc, chúng ta đi chỗ khác. Thẩm Nhất Cùng bị dẫn đến cửa hàng bên cạnh, gọi vài kết bia và bắt đầu uống. Cô ấy không nhìn thấy ta. Thẩm Nhất Cùng nói, phải chăng ta chỉ có thể sống với Hoàng Thử Lang? Chẳng phải ban đêm tắt đèn là ta như vô hình sao? Từ nhập vọng không biết nên cười hay khóc, hắn thực sự muốn cười nhưng khi thấy Thẩm Nhất Cùng khổ sở như vậy, hắn lại cảm thấy không vui nổi. Tại sao thế giới lại đối xử tàn nhẫn với ta như thế? Thẩm Nhất Cùng buồn bã gõ chán mình lên bàn ta nhớ quán nghi quá nhớ những bữa cơm hắn nấu thật sự rất nhớ hắn nhắc đến chu gia ngư từ nhập vọng cũng lặng lẽ không nói hắn biết tin chu gia ngư qua đời khi hắn đã được chôn cất mấy ngày hắn vội vàng chạy đến chỉ thấy một ngôi mộ mới cùng với lâm chục thủy tóc bạc trắng hắn không ngờ rằng người bạn thân thiết sẽ rời xa mãi mãi mấy ngày trước còn liên lạc với chu gia ngư biết thân thì hắn có chút không khỏe còn gửi thuốc cho hắn vậy mà bây giờ sau đó, từ nhập vọng muốn biết Chu Gia Ngư đã ra đi thế nào, nhưng người của Lâm Gia hoàn toàn kín miệng, không ai nói cho hắn biết. Cuối cùng, Lâm Giác khuyên hắn đừng hỏi nữa, chỉ có Lâm Trục Thủy mới biết rõ, nhưng ai dám hỏi Lâm Trục Thủy trong tình trạng đó. Từ nhập vọng lặng lẽ rời đi, quyết định không quay lại nơi ấy nữa. Trong nhà giờ không còn ai nói chuyện, thẩm nhất cùng, uống quá nhiều, không tìm được cảm xúc, ta thấy khó chịu, đi ra ngoài tìm ai đó bầu bản, nhưng không ai theo ta, ta sẽ cô đơn đến già. Từ Nhập vọng vỗ về, đừng lo lắng quá nhiều, nên đến rồi sẽ đến. Sẽ không đến đâu, Thẩm Nhất Cùng nghẹn ngào, không ai nhìn thấy ta, không ai. Hai người tâm sự đến tận khuya, Từ Nhập vọng từ lượng khá hơn một chút, nhưng cũng không thể tiếp tục, Thẩm Nhất Cùng thì triệt để ngồi phịch trên bàn, trở thành một bãi bùn. Không còn cách nào, Từ Nhập vọng đành gọi điện thoại cho bạn mình đến đón cả hai về sau khi gọi điện đầu óc hắn cũng không còn tỉnh táo nằm xuống bàn và ngủ thiếp đi sáng sớm hôm sau từ nhập vọng tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường khách sạn bạn hắn ngồi cảnh chơi điện thoại thấy hắn tỉnh bạn hắn nói tỉnh rồi điểm tâm trên bàn từ nhập vọng đầu đau như búa bổ mò mẫm đến bàn uống cháo cảm giác mình đã quên mất điều gì đó ta có quên gì không bạn hắn hỏi cái gì từ nhập vọng suy nghĩ một lúc không nhớ ra nói không nhớ nữa bạn hắn ồ một tiếng hỏi hắn sao lại uống rượu một mình đến say như vậy nghe từ một mình từ nhập vọng chợt nhớ ra khoan đã sao lại một mình còn cái cậu hắc gia đi cùng ta đâu cậu hắc gia người mới cậu quen à bạn hắn nhìn hắn khó hiểu khi ta đến chỉ thấy mỗi mình cậu gục trên bàn từ nhập vọng lặng lẽ lấy điện thoại gọi cho thẩm nhất cùng về phía thẩm nhất cùng hắn say đến mức không còn biết gì, ý thức hỗn loạn. Dù vẫn tỉnh, nhưng hắn không thể suy nghĩ bình thường. Khi bị ai đó bế lên, hắn chỉ hừ hừ trong miệng, nước mắt vẫn treo nơi khóe mắt. Người ôm hắn nhẹ nhàng thở dài, rồi cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm đi giọt lệ nơi khóe mắt. Các ngươi đều không nhìn thấy ta, thẩm nhất cùng lầm bẩm ta ghét các ngươi. Ta nhìn thấy ngươi, giọng nói ngọt ngào vang lên, ngươi ở đâu ta đều thấy được thẩm nhất cùng mờ mịt mờ mắt thấy một màu đỏ rực rỡ người trước mặt mặc trang phục đỏ rực tóc đen dài xóa khuôn mặt đẹp đẽ mang theo nụ cười đôi mắt vàng óng đang nhìn hắn ít người có thể mặc màu đỏ đẹp như thế màu đỏ rực rỡ người mặc nó trông nguy hiểm nhưng lại quyến rũ lạ thường thẩm nhất cùng trong cơn say không còn suy nghĩ gì nhiều cảm thấy lạnh nên ôm chặt người đó lẩm bẩm ta nhớ ngươi ngươi có thể nhìn thấy ta trong bóng đêm ta tên gì? Người đàn ông hỏi, người có nhớ không? Thẩm nhất cùng lặng một lúc, chậm rãi thốt ra, con trồn. Hắn cảm thấy mình lẽ ra phải quên, nhưng lại nhớ tên đó. Giỏi lắm, người đàn ông cúi xuống hôn hắn. Thẩm nhất cùng từ từ khép mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày hôm sau, thẩm nhất cùng ngủ tới khi mặt trời đã lên cao, hắn tỉnh dậy một cách chậm chạp. Sau khi ngồi dậy, thẩm nhất cùng cầm chán suy nghĩ mình đang ở đâu nhìn quanh căn phòng giống như một khách sạn, ký ức về tối hôm qua hoàn toàn mờ nhạt. Hắn cảm giác đau đầu như bị người ta dùng lực đập vào, không thể nhớ ra gì. Đau quá, từ nhập vọng đâu rồi, thẩm nhất cùng, dù say nhưng vẫn có chút lương tâm, không quên người bạn cùng uống rượu. Hắn lấy điện thoại di động ra, thấy có mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ từ nhập vọng. Alo, thẩm nhất cùng gọi lại, từ nhập vọng vừa nghe máy liền lo lắng hỏi thẩm nhất cùng có sao không quần áo còn nguyên vẹn chứ thận có bị mất không thẩm nhất cùng hắn im lặng kiểm tra thân thể mình quần áo vẫn là bộ hôm qua thận cũng còn nhưng hình như hắn nhìn vào cổ tay phải với một chiếc vòng ngọc kỳ lạ trên tay phải của ta có một chiếc vòng tay từ nhập vọng hả thẩm nhất cùng vừa gọi điện thoại vừa cố gắng tháo chiếc vòng nhưng phát hiện dù có cố gắng thế nào chiếc vòng cũng không chịu tuột ra rõ ràng nhìn thì thấy nó rộng rãi trên tay, nhưng khi tháo xuống lại như bị cái gì đó giữ chặt. Trời ơi, không tháo được, thẩm nhất cùng cố gắng hết sức nhưng chiếc vòng vẫn không nhúc nhích, hắn cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu diện ra trên trán. ngươi còn nhớ chuyện tối qua không? Ta không nhớ gì cả. Ký ức của hắn hoàn toàn trống rỗng, không biết làm sao mình về tới đây, cũng không biết tại sao lại xuất hiện trong khách sạn. Thôi người cứ đến đây đã, từ nhập vọng bất đắc dĩ nói, Thực ra hắn cũng không nhớ rõ lắm, ta ở khách sạn a, ngươi tới đây đi. Hảo, Thẩm Nhất Cùng ra cửa. Khách sạn của Từ Nhập Vọng không xa, Thẩm Nhất Cùng đi taxi 20 phút đã đến nơi. Hắn vào khách sạn, tìm được phòng của Từ Nhập Vọng. Khi vào trong, thấy có hai người ngồi đó, một người là Từ Nhập Vọng, người còn lại chắc là bạn của Từ Nhập Vọng. Chuyện gì xảy ra? Từ Nhập Vọng hỏi, ngươi cùng ai đi? Ta không nhớ thẩm nhất cùng cũng bối rối ta chỉ nhớ mình uống đến mơ hồ còn lại đều không nhớ gì không phải ngươi gọi người tới đón ta sao ta gục trên bàn ngủ còn lại thì không biết vậy còn chiếc vòng tay này từ nhập vọng nói đưa tay ta xem thẩm nhất cùng đưa tay để từ nhập vọng xem chiếc vòng ngọc trên cổ tay chiếc vòng ngọc này có màu sắc tuyệt đẹp vừa nhìn đã biết là hàng thượng phẩm thẩm nhất cùng cảm thấy chiếc vòng rất đẹp không có vết dạn nứt nào màu sắc trong suốt chạm vào mát mẻ chắc chắn là hàng quý giá thật đẹp từ nhập vọng thở dài lâu rồi không thấy chiếc vòng đẹp như vậy thẩm nhất cùng ngươi thật không nhớ ai đã đưa nó cho ngươi thẩm nhất cùng bất đắc dĩ hắn cũng muốn nhớ nhưng ký ức lại trống rỗng giống như bị ai đó xóa mất đoạn ký ức về tối hôm qua nhưng cảm giác như có gì đó lạnh lẽo thẩm nhất cùng cố gắng tháo vòng ngọc xuống nhưng không được tại sao không tháo được dùng xà phòng thử trăng từ nhập vọng nghiên cứu một lúc, lắc đầu, không phải do vòng quá nhỏ. Vậy là do gì? Thẩm nhất cùng lo lắng hỏi. Từ nhập vọng nói, vòng tay này bị nguyền rùa. Hắn vừa nói xong, người bạn bên cạnh đột nhiên tiến tới, nguyền rùa. Để ta xem. Vị này là, thẩm nhất cùng nhớ ra bọn họ chưa giới thiệu. Đây là bạn ta, Trần Siêm. Từ nhập vọng nói, người chắc cũng nghe qua Trần ra bên Tây Núi. Ồ, ngưỡng mộ đã lâu thẩm nhất cùng đáp, ta là thẩm nhất cùng. Không dám nhận, Trần Siêm cười, lâm tiên sinh môn hạ đệ tử mới đáng kính trọng. Nhưng ta có chút hiểu biết về chú thuật, để ta xem chiếc vòng này. Thẩm nhất cùng đồng ý ngay. Trần Siêm sờ chiếc vòng, lấy ra một số công cụ, nghiên cứu một lúc rồi lẩm bẩm vài câu kỳ lạ. Thẩm nhất cùng lo lắng hỏi, tình huống nghiêm trọng không? Trần Siêm nói, nghiêm trọng, không thể dùng từ nghiêm trọng để hình dung. Chiếc vòng này thực sự bị nguyền rủa, và không phải là loại nguyền rủa thông thường. Cái gì nguyền rủa? Thẩm Nhất Cùng căng thẳng. Ừm, Trần Siêm biểu hiện có phần lúng túng, là một loại nguyền rủa để ngăn cản người khác làm chuyện quá trớn. Câu nói này làm căn phòng im lặng ngay lập tức. Từ Nhập Vọng đang cầm điếu thuốc, điếu thuốc rơi xuống đất. Hắn quay đầu nhìn Thẩm Nhất Cùng với biểu cảm như bị lừa dối. Thẩm Nhất Cùng vội vàng giải thích, ta không có, ta thật sự không làm gì hết ta chưa có người yêu, làm sao mà quá trớn được. Từ nhập vọng, ta cũng muốn biết đây. Thẩm nhất cùng, Trần Siêm trầm ngâm một lúc rồi hỏi, ngươi mặc dù không có người yêu, nhưng gần đây có chiêu chọc ai không? Cái nguyền rủa này không dễ dàng mà đặt lên người, ngoại trừ ngăn cản chuyện quá trớn, nó còn có thể bảo vệ ngươi khi cần thiết. Thẩm nhất cùng nghĩ một lúc rồi thốt ra một cái tên, con trồn. Từ nhập vọng, hoàng giao, cô nương nào, Thầm nhất cùng, không phải, là nam, chính là cái hoàng thử lang trong mộ. Từ nhập vọng, ồ, hắn hơi lúng túng, dù sao Thầm nhất cùng cũng là do hắn đưa vào trong mộ, Trần Siêm, có cách nào tháo nguyền rủa không? Trần Siêm nói có, nhưng phải tìm được hoàng thử lang trước. Nghe vậy, Thầm nhất cùng muốn khóc cũng khóc không được, tự hỏi làm sao có thể tìm ra hoàng thử lang. Từ nhập vọng chợt lóe lên ý tưởng, không phải, người thử gọi hồn xem, để hắn hiện ra. Thẩm nhất cùng, ta và ai gọi. Từ nhập vọng sắn tay áo lên, mọi người tưởng hắn sẽ tự nguyện, nhưng hắn lại đẩy Trần Siêm ra, đương nhiên là hắn. Trần Siêm, từ nhập vọng ngươi thật là. Người khác đều lo lắng sau khi yêu đương có thể bị qua chớn, chỉ có thẩm nhất cùng là chưa yêu đã phải lo xuất hiện vấn đề. Bị đẩy ra ngoài, Trần Siêm trầm mặt, làm thẩm nhất cùng có chút ngượng ngùng, nói thôi bỏ đi, không tìm được thì thôi, rồi có thể nghĩ ra cách khác. Trần Siêm bảo không sao, hắn chỉ khó chịu vì từ nhập vọng cứ làm xong lại để hắn dọn dẹp. Từ nhập vọng chơ chẽ nói, người không thấy mông ta, làm sao biết ta không dọn. Trần Siêm, người còn nói nữa, ta chẳng những thấy mông mà còn sẽ làm gì đó với nó. Từ nhập vọng không phản bác, chỉ truyền đề tài, nói Trần Siêm là người có thể dựa vào, đi cùng thầm nhất cùng chắc chắn không sao thẩm nhất cùng nghe vậy vẫn còn lo lắng, nhưng từ nhập vọng cứ cam đoan không sao, hắn đành tin tưởng và đồng ý với kế hoạch. Từ nhập vọng nói việc này không nên chậm trễ, tốt nhất làm ngay trong đêm, khi trời tối và gió cao. Thẩm nhất cùng chưa kịp nói, Trần Siêm đã đập vào lưng từ nhập vọng, khiến hắn đau điếng, Trần Siêm lạnh lùng nói, nói chuyện đàng hoàng. Từ nhập vọng, được rồi, đêm nay ngươi ở phòng bên cạnh, giả vờ làm gì đó với thẩm nhất cùng, hoàng tử lang nếu có ý với thẩm nhất cùng nhất định sẽ xuất hiện thẩm nhất cùng vẫn lo lắng kia hoàng tử lang rất lợi hại liệu chúng ta có thể bắt được hắn không không sao người nói hắn mới 73 tuổi mà từ nhập vọng tự tin 73 tuổi tinh quái lợi hại không tới mức đó thẩm nhất cùng nghe vậy có cảm giác không yên nhưng không tìm ra lý do nhìn từ nhập vọng tự tin như vậy đành đè nén lo lắng trong lòng mà đồng ý ba người dành cả ngày chuẩn bị trận pháp trong khách sạn để bắt Hoàng Thử Lang, cuối cùng chờ đến đêm. Thẩm nhất cùng vẫn lo sợ, phải uống vài ly rượu để lấy can đảm. Từ nhập vọng an ủi, đừng lo, Trần Siêm sẽ không làm gì ngươi đâu. Thẩm nhất cùng, ta không lo cái đó. Từ nhập vọng tiếc nuối nói, à, vậy à. Trần Siêm, từ nhập vọng, người có chắc chất dinh dưỡng từ đầu ngươi không bị hút hết vào mái tóc dài đó không? thời gian trôi nhanh đến 8 giờ tối, trời bên ngoài đã tối đen. Thẩm Nhất Cùng và Trần Siêm đứng dậy đi sang phòng bên cạnh, để lại từ nhập vọng ở lại phòng cũ để ứng biến khi cần. Thẩm Nhất Cùng ngồi trên ghế sofa trong phòng bên cạnh, đối diện với Trần Siêm. Hắn nói, vậy chúng ta giả sao để dẫn quỷ ra đây? Trần Siêm thấy Thẩm Nhất Cùng luống cuống, cảm thấy buồn cười, chúng ta lên giường trước đi, đừng lo lắng, ta sẽ không làm gì ngươi thật đâu. Thẩm nhất cùng cảm thấy rất ngại, nhờ bạn của từ nhập vọng giúp đỡ mình như vậy thật không tiện, nhưng đã đến nước này, hắn cũng không muốn trần trừ nữa. Hắn do dự đứng lên và ngồi xuống cạnh Trần Siêm. Trần Siêm trông cũng không kém, nhưng so với vẻ nam tính của từ nhập vọng, hắn có phần nhã nhặn hơn, mang lại cảm giác ôn hòa. Thẩm nhất cùng ngồi trên giường, Trần Siêm từ từ tiến lại gần. Hắn thử hôn lên chán thẩm nhất cùng để giảm bớt sự căng thẳng của hắn, nói khẽ đừng sợ, không có chuyện gì đâu." Thẩm Nhất Cùng nuốt nước bọt, cúi đầu đáp nhẹ. Trần Siêm vòng tay ôm lấy Thẩm Nhất Cùng, môi từ từ di chuyển xuống. Hắn hôn rất chậm, rất nghiêm túc. Thẩm Nhất Cùng không tự chủ được muốn lùi lại, nhưng bị Trần Siêm giữ lại. Khi môi hai người sắp chạm vào nhau, cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng gió mạnh. Trần Siêm dừng lại, mỉm cười, còn thật đến. Gió này đến rất đột ngột, thổi vỡ cửa kính ban công rèm cửa sổ bay lên như hai bàn tay lớn, trực tiếp hướng về phía giường mà đánh tới. Trần Siêm nhanh chóng đứng dậy, móc ra bùa đã chuẩn bị sẵn từ ngực, định phân cao thấp với Hoàng Thử Lang. Nhưng gió dừng lại ngay lập tức, trước mặt thầm nhất cùng xuất hiện một bóng dáng màu đỏ, giọng nói lạnh lùng vang lên, muốn chết. Sắc mặt Trần Siêm thay đổi, định lùi lại, nhưng bị rèm cửa cuốn lấy, bay ra ngoài cửa sổ. Thẩm nhất cùng thấy tình huống không đúng, vội vàng hét lên, con trồn, đừng giết hắn. Trần Siêm lập tức dừng lại giữa không chung, trong khi đó, một đôi tay bóp lấy cầm thấm nhất cùng, con trồn lạnh lùng nói, ngươi lá gan lớn thật đấy. Đây là lần đầu tiên thầm nhất cùng nhìn rõ con trồn. Lần đầu tiên là trong mộ tối tăm, lần thứ hai là khi say rượu mờ mịt. Lần này, dưới ánh sáng rõ ràng, con trồn đứng trước mặt hắn, mặc bộ đồ đỏ lộng lẫy. Hắn có khuôn mặt như hỏa, đôi mắt phượng hẹp dài, môi mỏng nhếch lên, trông tâm trạng không tốt. Thẩm nhất cùng không biết nghĩ gì, nhưng hắn một miệng nói, con trồn, ngươi thật đẹp. Con trồn, thẩm nhất cùng cười khan ta, ta thật sự không làm gì quá trớn với hắn, chỉ muốn dẫn ngươi ra thôi. Con trồn buông tay, nói, dẫn ta ra. Thẩm nhất cùng vội vàng đưa tay mình ra, lộ ra chiếc vòng ngọc, cái vòng này quá quý giá, cứ đưa cho ta không hợp lắm. Con trồn nhìn vào mắt thẩm nhất cùng, trầm ngâm một lúc rồi nói, thích hợp, người xứng với vòng tay này. Tim thầm nhất cùng bắt đầu đập loạn. Con trồn bất ngờ hỏi, vậy ngươi có thích ta không? Thầm nhất cùng không ngờ con trồn hỏi thẳng như vậy, có chút ngượng ngùng, nhưng hắn vẫn gật đầu thích. Con trồn mỉm cười, ta cũng thích ngươi. Nói xong, hắn tiến đến hôn lên môi thầm nhất cùng. Đây là nụ hôn đầu của thầm nhất cùng, hắn cảm thấy hôn môi lại khiến người ta vui sướng đến vậy đôi môi con trồn lạnh, nhưng rất mềm. Khi môi lưỡi chạm nhau, trong đầu thầm nhất cùng như nổ tung, cả mặt đỏ bừng dù ra hắn đen, nên khó thấy. Trong lúc hai người tán tỉnh, Trần Siêm vẫn bị treo giữa không trung. Hắn nhìn thấy con trồn, biết ngay có điều không ổn. Hoàng thử lam này chắc chắn không chỉ 73 tuổi thêm ba con số nữa cũng không chừng. Mẹ kiếp, thời đại này yêu đương còn phải che giấu tuổi tác, Trần Siêm thầm mắng. Hắn không thể động đậy, bị rèm cửa quấn chặt. Thẩm nhất cùng bị mê hoặc, trước vẻ đẹp này, giới tính phảng phất không quan trọng. Con trồn nói, ta phải đi rồi. Ngươi đi đâu, thẩm nhất cùng hỏi. Ta phải chuẩn bị xính lễ để lấy ngươi. Con trồn sờ mặt thẩm nhất cùng, ánh mắt ôn nhu, sau đó sẽ cưới ngươi. Thẩm nhất cùng nói, không cần xính lễ cũng được. Con trồn nghe vậy, sắc mặt thay đổi, không có xính lễ sao được, không có xính lễ thì cưới gấp làm thiếp. Thẩm nhất cùng, hắn tự hỏi con trồn đã ngủ trong quan tài bao nhiêu năm. Sau này nhớ ta thì lấy máu gà bôi lên vòng tay. Con trồn nói, đừng thách thức kiên nhẫn của ta chẳng hạn như quá chớn. Thẩm nhất cùng ngoan ngoãn gật đầu, con trồn hôn lên chán hắn rồi đứng dậy rời đi. Thẩm nhất cùng nhìn theo bóng lưng hắn, ngẩn ngơ nói con trồn thật đẹp. Dầm, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng động nặng nề, thẩm nhất cùng quay đầu lại thấy Trần Siêm đang chật vật thoát khỏi rèm cửa. Trần Siêm, ngươi không sao chứ?" Thẩm Nhất Cùng vội vàng hỏi. "Không có chuyện gì." Trần Siêm lắc đầu, nói, "Hắn vừa nãy đã tới đây à?" Thẩm Nhất Cùng, "Ừ, đã tới." Ngỏ Tào, "Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi cũng bị hắn từ trên lầu ném xuống." Trần Siêm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, bọn họ bày trận pháp nhưng chẳng có tác dụng gì. Hoàng tử lang này sau khi vào phòng thậm chí không kích hoạt trận pháp, nói trắng ra là họ và yêu tinh này không cùng cấp bậc. Hoàng thử la muốn ép chết bọn họ dễ như ép chết một con sâu. Hắn chắc chắn không chỉ 73 tuổi, Trần Siêm nói, với tu sáu này, không có hơn trăm năm thì không thể. Thẩm nhất cùng, a, à, Trần Siêm, chắc là đã trêu chọc một tổ tông nào đó. Thẩm nhất cùng mơ hồ cảm nhận được con trồn không đơn giản, nhưng khi nghe Trần Siêm nói vậy, hắn vẫn sợ hết hồn. Hắn không ngờ con trồn lại có lai lịch lớn như vậy, vậy ta phải làm sao bây giờ? Trần Siêm, ngươi yêu thích hắn không? Thẩm nhất cùng nghe câu hỏi này, suy nghĩ một chút rồi đáp, ta yêu thích mặt của hắn. Trần Siêm, ngươi đừng để hắn nghe thấy lời này. Hắn đẹp mà, thẩm nhất cùng tha thiết nói, ngươi mà thấy hắn cũng sẽ thích thôi. Trần Siêm giờ khóc giờ cười, vậy ngươi nguyện ý ở bên hắn không? Thẩm nhất cùng nói, không biết nữa, nhưng yêu đương không phải phải thử mới biết có hợp hay không sao. Thực ra Trần Siêm cũng đồng ý với câu này, nhưng vấn đề là nếu sau khi thử, Thẩm Nhất Cùng không muốn tiếp tục, thì con trồn chắc chắn sẽ không đồng ý chia tay. Nếu như ngươi không muốn, tốt nhất là tìm sư phụ của ngươi xem sao." Trần Siêm gợi ý, có lẽ chỉ có Lâm Tiên Sinh mới có thể trị được con trồn này. Vừa nhắc đến Lâm Trục Thủy, nụ cười trên mặt Thẩm Nhất Cùng liền phai nhạt. Hắn lúc này cũng không biết Lâm Trục Thủy đang bận gì, nhưng mơ hồ đoán được chuyện này liên quan đến Chu Gia Ngư. So với việc Chu gia ngư phục sinh, chuyện của hắn không đáng là gì. Nghĩ vậy, Thẩm Nhất Cùng tuy ngoài miệng đáp lại, nhưng trong lòng hạ quyết tâm không phiền đến Lâm Trục Thủy. Trần Siêm thấy biểu tình của Thẩm Nhất Cùng, đang muốn hỏi thêm thì cửa vang lên tiếng gõ. Hắn ra mở cửa, nhìn thấy Từ Nhập vọng đầu đầy mồ hôi đứng đó, thấy bọn họ không sao mới thở phào nhẹ nhõm, các ngươi không sao chứ? Ta luôn gõ cửa mà các ngươi không nghe thấy sao? Không có, Trần Siêm đáp chắc bị làm phép, nên cái gì cũng không nghe thấy. Từ nhập vọng hỏi, Hoàng thử lang đâu? Trần Siêm làm động tác buông tay, đi rồi. Đó là lão yêu tinh mấy trăm năm, chúng ta làm sao mà tóm được? Mấy trăm năm, từ nhập vọng kinh ngạc, nhìn thầm nhất cùng, ngươi không sao chứ? Hắn không làm gì ngươi chứ? Thẩm nhất cùng lắc đầu, ra hiệu mình không sao. Vậy giờ làm sao, từ nhập vọng hỏi, hay để ta hỏi sư phụ xem ông có giúp được gì không? không cần thẩm nhất cùng mỉm cười thực ra ta cảm thấy hắn rất tốt không ép buộc ta còn nói sẽ chuẩn bị đồ cưới để cưới ta từ nhập vọng còn muốn nói gì nhưng thấy thẩm nhất cùng kiên định dường như đã quyết tâm hắn hiểu điều gì đó khe khẽ thở dài nếu có chuyện gì cần giúp nhất định phải nói cho ta biết thẩm nhất cùng gật đầu rời khỏi đông bắc thẩm nhất cùng đi đến nhiều nơi khác ở đất khách đôi lúc hắn cảm thấy đặc biệt nhớ nhà nhưng may mắn là hắn không cô độc, vì vô luận hắn đi đâu, bên cạnh luôn có con trồn bầu bạn. Hắn sẽ trong đêm khuya bất ngờ nhận được một nụ hôn, ngày mưa nhận được một chiếc dù, và con trồn sẽ giúp hắn vượt qua hiểm nguy, đưa hắn từ cõi chết trở về. Thẩm nhất cùng cuối cùng đã hiểu, có người làm bạn là điều hạnh phúc đến nhường nào. Trong những đêm lạnh giá, hắn ngồi trong tửu điếm, ăn bữa ăn khuya và hút thuốc. Ánh đèn màu cam chiếu lên thân thể người ấm áp hắn nghe thấy tiếng bước chân của con trồn, liền quay đầu lại. Con trồn xuất hiện, cầm một chiếc hộp tử đàn đẹp đẽ, hắn đặt hộp xuống và mỉm cười, đây là quà tân niên cho ngươi. Thẩm nhất cùng cầm hộp, cẩn thận mở ra, bên trong là một chiếc ngọc bội nhỏ màu đỏ, hình một con hoàng thử lang rất sống động. Nhìn chiếc ngọc bội, hắn nhớ lại ngọc bội hình cá mà Chu Gia Ngư đã tặng cho Lâm Trục Thủy, nụ cười trên mặt phai nhạt đi. Sao vậy, không thích à? Con trồn ngồi bên cạnh, hỏi nhẹ nhàng. Hắn đã thay bộ hỷ phục đỏ trói mắt, mặc vào người hiện đại thường phục, nhưng vô luận mặc gì, khí chất cổ kính của hắn vẫn dễ thấy. Không phải, thẩm nhất cùng nói, chỉ là nhớ tới một người bạn trước đây. Bạn, con trồn hỏi. Ừm, thẩm nhất cùng đáp, hắn cũng tặng ngọc bội như vậy cho người yêu, chỉ là sau đó. Hắn không còn nữa. Con trồn rơi vào trầm mặc, hắn nhẹ nhàng kéo thẩm nhất cùng vào lòng nhiệt độ cơ thể hắn cao hơn người bình thường, trong cái lạnh, được ôm như vậy thật thoải mái. Thẩm nhất cùng điều chỉnh tư thế, chậm rãi kể lại câu chuyện về Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thủy. Liên quan đến sự xuất hiện, ở chung và biến mất của Chu Gia Ngư, hắn kể, giọng nói dần hạ thấp. Con trồn tường thẩm nhất cùng đang khóc, cúi đầu nhìn lại, phát hiện hắn đã ngủ. Có lẽ quá mệt mỏi, ánh mắt con trồn dịu dàng hơn, ôm thẩm nhất cùng và cảm nhận hơi thở đều đặn của hắn, Chính mình cũng nhắm mắt lại. Thẩm Nhất Cùng ngủ rất say. Thời gian trôi qua, Thẩm Nhất Cùng vẫn không nghe được bất kỳ tin tức nào về Lâm Trục Thủy. Nhưng đôi khi, không có tin tức lại là tin tốt, ít nhất chứng minh Lâm Trục Thủy chưa xảy ra chuyện gì bất ngờ. Thẩm Nhất Cùng cũng quen với sự tồn tại của con trồn, thậm chí bắt đầu mong đợi quan hệ giữa họ tiến xa hơn. Nhưng con trồn lại không có động tĩnh gì, nhiều nhất chỉ là hôn nhẹ Thẩm Nhất Cùng, thậm chí phần lớn thời gian thẩm nhất cùng cũng không biết con trồn ở đâu. Trồn ơi, người không thích ta sao? thẩm nhất cùng hỏi, vậy chúng ta có thể yêu nhau được không? Trồn lắc đầu. thẩm nhất cùng kinh ngạc nhìn thấy hắn lắc đầu, sao ngươi lại lắc đầu? Trồn nói, chỉ có cưới thôi, không có yêu đương. thẩm nhất cùng, anh trầm mặc một lúc rồi hỏi tiếp câu mình vẫn luôn muốn biết, vậy ngươi nói đi, rốt cuộc. Ngươi bao nhiêu tuổi? Trồn nói, 73. Thẩm nhất cùng hỏi lại, ngươi chắc chắn chứ? Trồn nghiêm túc gật đầu. Thẩm nhất cùng hỏi tiếp, vậy ngươi ngủ vào quan tài từ thời đại nào? Trồn bình tĩnh đáp, ta không nhớ rõ. Thẩm nhất cùng nghi ngờ nhìn trồn, sống cùng hắn lâu, anh phát hiện mỗi khi trồn nói dối tóc hắn sẽ nhẹ nhàng lay động, như bị gió thổi, dù không có gió cũng động. Thật không, thẩm nhất cùng nắm lấy sợi tóc đen của trồn, ngươi không lừa ta chứ? Trồn nói, không. Nói xong, Thẩm nhất cùng cảm thấy sợi tóc trong tay nhẹ nhàng gãi ngứa, khiến anh không nhịn được cười, dù ngươi bao nhiêu tuổi ta vẫn thích ngươi. Trồn nhíu mày. Khi thẩm nhất cùng tưởng hắn sẽ không nói, trồn thì thầm, ngay cả tổ tiên ngươi cũng thích ta. Thẩm nhất cùng, xem ra phỏng đoán trước kia đúng, trồn không chỉ 73 tuổi đơn giản, có thể thêm tam, tứ hay năm phía trước. Thôi, không nói thì không nói. Thẩm nhất cùng từ bỏ truy cứu, dù sao hiện tại ta cũng rất thích ngươi trồn vì thời đại xưa mà tính cách bảo thủ, trước khi cưới ôm một cái cũng phải kiềm chế, đừng nói gì hơn. Thẩm nhất cùng là xử nam suốt hơn 20 năm, giờ đây yêu đương tự nhiên muốn cùng người yêu thân mật. Nhưng trồn lại không chịu. Hai người rằng co vì chuyện này, thẩm nhất cùng nhận được tin tức, chu gia ngư trở về. Biết tin, thẩm nhất cùng vội vã chạy về nhà, cuối cùng từ lâm giác biết được mọi chuyện, biết lâm trục thủy đã nỗ lực thế nào. Chu Gia Ngư trở về thẩm nhất cùng vui mừng phát run về nhà thấy một thanh niên ngồi xe lăn khuôn mặt xa lạ nhưng ánh mắt và khí chất quen thuộc thẩm nhất cùng ôm chặt hắn thanh niên mơ màng không nhận ra thẩm nhất cùng thẩm nhất cùng vừa vui vừa giận cuối cùng bất đắc dĩ nghĩ trở về là tốt dù nhớ hay không chỉ cần người còn ở đó chu gia ngư trở về mang lại sức sống nhưng thẩm nhất cùng vẫn lo lắng suy nghĩ làm sao nói với gia đình về mình và chồn nhưng chưa kịp nói, xính lễ trồn lại tới nữa. Người nhà kinh ngạc, thẩm nhất cùng đành nói sự tình. Anh bỏ bớt chi tiết, chỉ nói gặp trồn ở nghĩa địa, sau đó dây dưa, không dám nói muốn tiến thêm một bước mà bị từ chối, cảm thấy mất mặt. Ha, đây là đào hoa đen, lâm giác cười, không định sớm tiếp thu. Thẩm nhất cùng mặt dày nói không dễ mua, nhưng thực tế chỉ mình anh rõ, dù trồn đang đeo đuổi, chuyện gì xảy ra. Tính toán một chút, không nên tính toán với người xưa. Hai người cứ vậy, Mai mòn thầm nhất cùng đến tuyệt vọng, trồn lại mang theo ông Mai bà mối đột ngột xuất hiện ở nhà. Cùng đi có một đống xính lễ. Lúc đó thầm nhất cùng không ở nhà, khi về thấy mình đã bị Lâm Trục Thủy gà đi. Gà thì gà, Lâm Trục Thủy nói, đỡ phải mỗi ngày ở nhà. Thầm nhất cùng u hoán, biết Lâm Trục Thủy ghét mình là kỳ đà càn mũi. Lẽ nào ngươi không muốn kết hôn? Chu Gia Ngư nhìn Thẩm Nhất Cùng với vẻ lo lắng, "Ngươi có thể không lấy chồng, chỉ cần nói với Trục Thủy." "Không phải vậy," Thẩm Nhất Cùng nói, "Ta chỉ đang nghĩ về một chuyện." "Chuyện gì?" Chu Gia Ngư hỏi. Thẩm Nhất Cùng ngượng ngùng, nhưng vẫn nói ra, "Nếu ta kỹ thuật không tốt, liệu hắn có chê ta không?" Cả gian nhà chợt trở nên yên tĩnh. Thẩm Nhất Cùng nhận thấy ánh mắt thương hại của mọi người, anh đột nhiên nhận ra điều gì, "Khoan đã, chẳng lẽ ta không thể ở phía trên?" Chu gia ngư nói, ngươi có thể thương lượng với hắn một chút khi đến lúc. Anh đã gặp con trồn một lần, tuy rằng dung mạo đẹp nhưng khí thế và chiều cao đều vượt trội hơn Thẩm Nhất Cùng. Thật ra, đối diện với một người như vậy, chỉ có Thẩm Nhất Cùng mới có thể tưởng tượng chuyện này. Thẩm Nhất Cùng lập tức hoảng sợ, bắt đầu hét lên, không đúng, đây không đúng với những gì ta nghĩ, anh tưởng tượng mình sẽ khiến trồn đỏ mặt, nhưng giờ nhận ra đối tượng bị làm vậy có thể là chính mình, làm sao không hoảng sợ. Thế nên anh đã mong đợi nhiều năm vì cái gì chứ? Đừng lo lắng, Chu Gia Ngư vỗ vai anh, nếu hắn dám làm gì ngươi, ngươi cứ hét lên, hét cho hắn không dám động vào ngươi. Thẩm Nhất Cùng ngơ ngác nhìn Chu Gia Ngư, không nói được lời nào. Sau đó, không ai biết rõ Thẩm Nhất Cùng và Trồn ra sao, chỉ biết sau lễ cưới hai ngày, Thẩm Nhất Cùng không thấy bóng dáng đâu, còn con Trồn thì tinh thần phấn chấn, nụ cười rạng rỡ như hoa xuân. Vậy ngươi cuối cùng ở phía trên à? Rất lâu sau đó, Chu Gia Ngư hỏi Thẩm Nhất Cùng. Lúc đó, Thẩm Nhất Cùng đang hút thuốc, nhả khói ra rồi nói một cách tang thương, phải. Chu Gia Ngư nói, vậy là ổn rồi phải không? Thẩm Nhất Cùng im lặng, trong lòng âm thầm rơi lệ. Phải, anh ở phía trên, nhưng ai mà ngờ được còn có tư thế gọi là cửa chứ? Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn